Cái này mọi người lấy luôn cả hai áo hai màu mà mặc, tại vì nó rất kem xuống thoại phía dưới của em lướt cho chị cao cao nó lại tối đen luôn. 199 cái đó một áo siêu có giãn nhá, 43 cân để 63 cân em nhận đơn, còn những chị nào mà trên 63 cân là em sợ hơi chật chật một chút. Cái này ví dụ như kiểu là thời tiết mà vừa vừa ấy thì mọi người có thể mặc ngoài cũng xinh này, còn nếu mà thời tiết hơi lạnh hơn một chút mọi người có thể làm áo giữ nhiệt ở phía trong cũng được này. Đó, em giơ gần mọi người xem cái chất vải nhá, nó rất là đẹp nhá, hàng loại một nhá mọi người, nó có cả hàng loại hai loại ba thì chất vải nó sẽ khô hơn mà rẻ hơn mấy chục nghìn, nhưng mà nó sẽ không được đẹp như thế này. Đủ bao mọi người lựa chọn này, hiện tại bây giờ em có áo 26 màu, như em nó mặc sẽ là màu nâu đúng không? Dạ. Màu nâu nhạt, áo 26 màu rêu, áo 26 màu nâu đậm và áo 26 màu đen nữa, ở bên này nó lên ẩn mắt xem mất rồi thưa. Kem số điện thoại phía dưới hộ em mọi người nhé, 100 bao tiền đấy ạ, 199 như nó một cái, 43 cân cho để 63 cân em nhận được. Những chị nào mà kiểu to to nặng nặng hơn một chút thì các chị có thể qua shop thử nhá, tại vì cái này nó có giá nên mọi người cứ yên tâm, chất báo đẹp, hàng loại một đẹp cực kỳ luôn mọi người ạ. Chân vải em mặc sẽ là 155.000 đồng, mã lên đơn cho em sẽ là mã gì? Mã A 17 luôn đấy. Áo sẽ là A16, chân vải là A17. Áo sẽ là 199.000 đồng, còn chân vải sẽ là 155.000 đồng mọi người nhá. Chân vải có đủ size, con áo thì chỉ có một size thôi, màu nào cũng đẹp cả. Chân vải màu mặc 3 size ML ạ. Bấm lại có chị ở bên này nữa. Này này. Cardigan có nhiều lắm. A16 nâu nhạt, A16 nâu đậm, A16 màu đen. Mà lỡ mà hết màu này thì lấy cho em màu khác nha. Thực sự mọi người, cái bảng màu của cái áo này em rất là khó để chọn, tại vì là thấy màu nào cũng đẹp cả. Chứ còn bình thường em ít lấy nhiều màu như này lắm, nhưng mà tại vì mình thực sự mình thấy cái áo màu nào nó cũng đẹp cả mọi người, chất rất là đẹp nhá. Các chị nhận hàng cứ kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Lên form thì nó kiểu rất là mềm nhá, không hề bị khố, không hề bị khố vải đâu. Mặc lên rất là xinh. Chị Thảo mới lấy A16 màu gì cho em số điện thoại luôn đi mọi người, màu rêu cũng đẹp này. Nói chung là đủ màu, có màu nâu đậm nhé, màu nâu đậm cũng nhiều, tại vì màu nâu đậm thì mọi người mặc trong cũng dễ, mặc ngoài cũng được. Kiểu những cái tông màu tối như này mình có thể làm áo giữ nhiệt được luôn mọi người. Bấm cho em áo như em đang mặc sẽ là áo 16 kem màu, kem số điện thoại cho em, 199.000 đồng một áo, xinh lắm. Phần ống tay thế thiết kế hơi bông, kể cả những chị nào mà kiểu phần bắt tay hơi to một chút mọi người mặc lên vẫn rất là ok. 199 mọi người nhá. Rồi sang luôn áo 17 đi em, khoác bấm bớ ạ. Áo khoác bấm bớ nhá, kem số điện thoại cho em. À, cái này chị nghĩ là em phải treo lên đủ màu chị đi. À, chứ không là khó. 27 đấy, đấy là 28. Đây sang 28. Cái áo khoác này em còn một ít nữa thôi. Có cả màu đen nữa. Dạ, màu đen đời riêng lại. Áo quần công sở em có ạ, có mấy cái quần baggy công sở lâu giờ em quên mất các chị ạ, quên mất không lái. Áo em mặc đây em đứng dậy mọi người xem form, chân vải em mặc sẽ là mã A17 nhá, 155.000 đồng. Chân này bình thường các chị mua 350-380, em bán cho mọi người luôn với giá là 155. Áo sẽ là mã A16, còn chân vải mọi người bẩm cho em là mã A17. Chân ở hai bên của nó sẽ có túi mọi người nhé. Đây, áo này mọi người bẩm cho em là A19 nè. Áo bomber này mọi người bẩm cho em là A18. Màu ở ngoài của nó sẽ kiểu màu đỏ đậm, không phải là màu đỏ tươi như này đâu ạ. Bán tặng anh chị luôn con này với giá là 250 đi. 280 bán luôn mọi người với giá là 250 nhé. 250.000 đồng một cái. Mã lên luôn cho em sẽ là mã A18. Kèm số điện thoại cho em. Chị Thắm ơi, cho em số điện thoại đi chị Thắm ơi. Áo em mặc sẽ là 199 đủ màu nhé. Lỡ hết màu này thì bẩm cho em màu khác với. Có màu đen ở đâu em? Màu đen thuyền. Thấy chưa? Cái này có cả màu đen nữa. Cái này là A18 đúng không? Dạ A18. Áo em mặc sẽ là 199.000 đồng mọi người ạ. 199.000 đồng một áo rất là xinh luôn này. Em nhận đơn những chị nào mà tầm khoảng 40 cân cho để 43 cân cho để 63 cân các chị sẽ mặc vừa đó. Dưới 63 cân là chốt đơn ok. Còn nếu mà trên 63 cân thì chốt nhé. 62-63 cân là mặc ok. Cái này em có màu đen à? Có màu đen, có mấy cái màu đen. Nhiều chứ sao mấy cái. Cái này mày bấm cho em là A19 đấy mọi người. A18 ạ. A18 đấy ạ. Không thấy à? Màu đỏ, màu đen, chỗ như mua. Trời ơi, hàng ở trong kho mà bây giờ con không biết nó nằm ở chỗ nào mà lấy mà lại luôn. Cái này có cả màu đen mọi người ơi. Có hai màu cho mọi người lựa chọn. Bộ đổi em một chút em lên mọi người bộ tiếp nhá. Bộ nhiều lắm. A18 kèm số điện thoại cho em bảo luôn mọi người, áo này với giá là 250.000 đồng một cái. Ở đằng ngoài của nó sẽ là cái chất như này, còn ở trong trống của nó sẽ có một lớp lớp gió mọi người nhé. Hai màu. Lấy màu nào bấm cho em màu đó. Em bảo luôn mọi người con này với giá là 250.000 đồng một cái. Mã lên đơn là A18 ạ. Mã cho em sẽ là mã A18 mọi nhá. Màu của nó sẽ kiểu màu đỏ trắng. Màu đỏ trắng nhá mọi người. Màu đỏ này của em sẽ kiểu là màu đỏ ở ngoài sẽ là đỏ đố nhá. Không phải là màu đỏ tươi như ở trong lái đâu. Chị có mặt nạ không? À, có mặt nạ không em có các chị nhá. Chị nào mà lấy mặt nạ các chị bấm cho em là mã mặt nạ kèm số điện thoại cho em đi. Áo em mặc sẽ là mã A10. A16. Áo ngoài em á. Áo
Áo ngoài là áo 18 ạ. Áo ngoài các chị bấm cho em là áo áo 18 nhé. 250.000 đồng một cái. Cái này thiết kế form của nó sẽ theo kiểu bomber như thế này, có cả màu đen. Nhưng mà bây giờ màu đen các bạn nhân viên không biết để đâu. Trời ơi, trong một cái kho mà bây giờ để hàng con không biết để đâu luôn các chị. Đây, bấm cho em mã này mã A18 nhé. Chân váy em mặc là 155. Còn áo sẽ là 250.000 đồng. Áo ngoài sẽ là 250. Áo trắng là 199. Có cả màu đen đó mọi người ạ. Nhưng màu đen bây giờ nhân viên về chưa lái mà không biết vứt hàng ở đâu thì bên sao không biết để mà bán được. Hàng áo khoác bomber là áo 18 nhé các chị. Váy có, các chị có thích xả váy không? Lát nữa em xả váy mọi người, váy nhiều lắm. Là bán váy lẻ lẻ rất là nhiều luôn. Em xả luôn mọi người, mã này với giá là 250 nhá. 250. Cô bấm đúng mã kem xuống thay cho em. Áo này sẽ là áo A17 à? A16. A16 á. Áo này A16 đủ màu. Đủ màu này. Màu nấu này. Màu đen này, màu rêu này. Lấy màu nào bấm cho em màu đó, 199.000 đồng nhá mọi người. 199 mọi người nhá, 199 cho áo này. Chất rất mà mềm luôn. Cho xem quần công sở đi, quần công sở bây giờ con mã nào em? Quần Becky các kiểu ấy. Quần Becky các kiểu ấy con mã nào? Tem số điện thoại phía dưới hộ em nhé mọi người, không có số điện thoại không lên được lớn đâu. Chỉ đến bộ nám nhá, bây giờ lấy bộ nám không? Chỉ chốt inbox được không? À không ạ, à. Bên em không nhận chốt qua inbox mọi người ạ. À. Quần áo bên em không nhận chốt qua inbox, chỉ có chốt qua lái thôi mọi người ạ. À. Trường hợp nếu mà các chị ngại để lấy số điện thoại thì mọi người thể chụp màn hình thôi, mọi người thể gửi qua trang 888 hoặc là miu 16 nhá, trang thành phố Vinh không chốt inbox quần áo các chị ạ. À. Cái này mọi người sẽ bấm cho em là mã A17 kèm số điện thoại. A16 màu đen cho em số điện thoại với chị Bích Lê ơi. A17 kèm số điện thoại cho em. A17. Bộ nam các chị sẽ bấm cho em là mã A19. Lát nữa em sẽ dành một cái lái váy nhá. Váy nhiều lắm, váy lẻ lẻ các kiểu rất là nhiều. Lát nữa em sẽ xả rẻ rẻ cho mọi người để các chị đi chơi lễ. Tại vì thời tiết nó chưa lạnh lắm ấy mọi người. Mọi bấm cho em bộ nam sẽ là bộ A19 à. A19 kèm số điện thoại cho em mọi người nhá. 199.000 đồng một bộ. Nhận đơn những anh nào mà tầm khoảng 50 cân cho đến 80 cân là các anh sẽ mặc vừa. Bấm lại ô chị bên 663 gãy Huyên. Bấm xé lại ô chị cái. Sẽ có hình ảnh ô chị cái, sẽ có content có caption. Có nghĩa là sẽ có caption đúng không? Sẽ không có caption là sẽ không ưu tiên xuất hiện đâu. Kèm số điện thoại phía dưới hộ em mọi nhá. Chân váy em có đủ size ML, XL, 2XL. À quên nhầm. Chân váy em có size SML. SML. A16 chị Nhi An cho em số điện thoại, các chị toàn không có số điện thoại thôi. Bộ nám mọi bấm cho em là mã bộ nám kèm số điện thoại cho em 199.000 đồng một bộ. Nhận đơn những anh nào mà tầm khoảng 50 cân cho đến 80 cân các anh sẽ mặc vừa bộ nám. Mọi người nhá, bộ rất là đẹp luôn ạ. 199.000 đồng. Cứ bấm cho em là mã bộ nám kèm số điện thoại nhé mọi người. Bộ nám này thì bán rất là nhiều rồi. Nợ đơn cả một ổ luôn. Đấy. Các chị bảo mã này mọi người bấm cho em là mã bộ nám nhá. Bộ nám kèm số điện thoại cho em. 199.000 đồng một bộ. Đẹp lắm luôn. Miu ơi, em cảm ơn chị Hương Linh ạ. Bộ nám những chị nào mà nhận được hàng nhớ cho em xin phản hồi mọi nhá. 199.000 đồng một bộ. Sữa tắm em con, sữa tắm trắng giá con không? Con. Sữa tắm con, đợi em một chút em lấy mọi người sữa tắm nha mọi người. Kèm số điện thoại phía dưới hộ em. Có size ML, XL, 2XL. Nhận đến những anh nào mà tầm khoảng 50 cân cho đến tầm khoảng 80 cân là các anh sẽ mặc vừa. Mặt nạ ok, đợi em một chút em lấy mọi người mặt nạ. Đây. Bấm cho em mã này sẽ là mã mấy đấy ạ? A19 kèm màu kèm số điện thoại. A19 kèm màu kèm số điện thoại cho em. Bộ nám sẽ là 199.000 đồng một bộ. 50 cân cho đến 80 cân các anh sẽ mặc vừa. Hiện tại bây giờ em vẫn chạy cho mọi người hai màu thôi. Màu ghế với cả là màu đen, à, màu ghế với cả màu thán mọi người nhá. Lấy màu nào các chị sẽ bấm cho em màu đó. Áo em mặc sẽ là áo A16. Áo em mặc sẽ là 199.000 đồng, có đủ màu luôn. À, giờ lại đủ màu mọi người nhá. Không cái này không có size, không có size chị ạ. À. Áo em mặc không có size. Áo em mặc chỉ có một size thôi. Áo em mặc là một size, còn bộ nào em có size ML, XL, 2XL. 50 cân cho đến 80 cân các anh sẽ mặc vừa, chất của nó sẽ kiểu là chất da cá ấy mọi người. Báo mềm luôn, mời nhá. Bộ nám kem màu kem số điện thoại cho em có hai màu cho mọi người lựa chọn. Đó là màu ghế này, với cả là màu thán, lấy màu nào thì bấm cho em màu đó. À, cho em xem quần công sở nữ, ok mọi người. Cho chị xem đồng hồ nào, đồng hồ đấy các chị. Em lái cả ba máy điện thoại luôn các chị ạ, bây giờ nhìn cả hóa cả mắt luôn. Chị thì bảo cho chị xem đồng hồ, chị thì chả bảo cho chị xem bộ nám, chị thì bảo cho xem quần công sở, đợi em một chút nha. Đây. Đồng hồ em mang các chị sẽ bấm cho em là mã đồng hồ A2. Em đang chạy cho mọi người mã này với giá là 125.000 đồng một cái mọi người nhá. Con này của em thì máy của nó sẽ chạy 3 kim này. Chia giờ rất là rõ ràng. Bình thường cái dòng này mà cái dòng cũ của nó là máy chị chạy có 2 kim thôi. Bộ thể thao nữ ok, bây giờ em lên bộ thể thao nữ luôn đấy ạ. Đây, bấm cho em mã này sẽ là mã đồng hồ A2 nhá, 125.000 đồng. Còn bộ nám sẽ là 199.000 đồng. Kèm số điện thoại phía dưới hộ em. Một bộ 50 cân cho đến tầm khoảng 80 cân các anh sẽ mặc vừa bộ nám.
Đây, có size ML, XL và 2XL, cầm cho chị bộ nam cái lên quần công sở nữ này. Mã lên đơn cho em sẽ là mã E mấy đấy ạ? Cái bé 20 kèm số thôi ạ. À chứ, à chứ. À 20 kèm số thôi ạ. Quần Becky Burberry. Cái này có nhiều nữa không em? À con chị ạ, chủ yếu là size mơ, size nhỏ. Chủ yếu là con size mơ các chị ạ. Cái quần này chủ yếu là em con size mơ. Nó có size là ML, XL. Bây giờ L và XL vẫn còn, nhưng mà chủ yếu là con size mơ mọi người nhá. Các chị bấm cho em bộ này sẽ là bộ quần này sẽ là quần A20 A20 em bán tặng các chị luôn với giá là 175.000 đồng một quần nhá. 175.000 đồng một quần nhá mọi người. Quần này báo đẹp luôn. Hai màu đen và nâu nhá mọi người. Hai màu đen nâu. Nhá, bấm cho em quần này sẽ là quần A20 đi. Bộ đợi em một chút em lên cho em phê cả chơi bộ luôn. Đây. A20 màu đen hoặc là A20 màu nâu kèm số điện thoại cho em. 175.000 đồng một quần ạ. Nhận đơn những anh nào mà tầm những chị nào mà tầm khoảng 40 cân cho đến tầm khoảng 63 cân các chị sẽ mặc vừa nhá. Quần Burberry rất là đẹp luôn. 175.000 đồng một quần cho mã này. Bấm cho em là mã A20 nhá. Áo len này A16 đấy. Áo len này A16 là em đang mặc đấy mọi người. A16 em đang mặc đấy ạ. A16 là áo như em đang mặc đấy. 199.000 đồng một áo có đủ màu mọi người lựa chọn đó. Đâu rồi? Đây ạ. Áo A16 như em đang mặc có màu nâu nhạt này, màu nâu đậm này. Màu đen đủ màu á, treo lên sau cho khách xem đi em. Đây. Con quần sẽ là mã A7. Sẽ là A20 kèm số điện thoại. A20 kèm số điện thoại cho em 170 tiền này em. Quần sẽ là 175.000 đồng ạ. Quần em tặng các chị luôn với giá 175 nhá, tại vì là con số lượng ít. Quần Burberry công sở này thì em đã bán rất là nhiều rồi. Các chị yên tâm là form lên cực đẹp luôn. Bình thường các chị mua cái quần Burberry là 370 đó. Em bán luôn mọi người với giá là 175.000 đồng một quần dáng Becky mọi người nhá. Nó có giãn nhẹ. 40 cân cho đến 63 cân em nhận đơn A20 175.000 đồng các bạn này. Màu đen em bán rất là nhiều luôn nhá. Hai màu đen với cả là nâu, lấy màu nào bấm cho em màu đó. Em ở thành phố Vĩnh Nghệ Án các chị ơi, chân vải về bốt đi bốt hôm nay em không lên các chị ạ, tại vì em lái ở cơ sở này. Có lẽ là phải 6 lễ em mới lấy được mọi người được túi sách và bốt, giày dép, tại vì là tầm thời điểm này là cái thời điểm mà nhân viên ở cơ sở 1 và cơ sở 3 bán lẻ rất là nhiều, thấy sắp lễ với cả là bắt đầu chơi giao mua. Còn ở dưới này thì bên em chủ yếu là soạn đơn lái, do đó cho nên các chị vẫn có thể lái được cho mọi người bình thường. Bộ nam thì từ 50 cân đến 80 cân các anh sẽ mặc vừa. Bây giờ lấy luôn bộ nữ nhá. Quần này em xả luôn mọi người với giá là bao tiền ạ? 175.000 đồng nhá. Bây giờ em lấy mọi người bộ nữ này. Bấm cho em bộ này sẽ là bộ gì đấy? Bộ nữ nào? Bộ nỉ thứ tư đã, lấy bộ này này. Bộ nỉ. Bộ nỉ vẫn có ha. À đúng không? Lấy bộ này, bộ chị mặc lúc áo lúc nãy chị mặc lúc người mã lên đơn cho em sẽ là A16 kèm số điện thoại nha mọi người. A16 bên em nhận đơn từ 4363 cân mọi người sẽ mặc vừa 199.000 đồng một áo á. Chị nào lấy bộ nam mã lên đơn cho em sẽ là A19 kèm số điện thoại ạ. Bộ nam bên em nhận đơn các anh từ 50 đến 80 cân các anh sẽ mặc vừa bộ nam ạ. Có 3 size ML, XL, 2XL cho chị lựa chọn nha mọi người. Phụ nữ về nhiều dã man. Về nhiều đến nỗi mà em con hóa mắt không biết là lái bộ nào trước, bộ nào sáu ấy. Bộ A13 con không chứ? A13 còn chị ạ. Bộ GA13 bên em có hai màu đen và nâu nhớ chị. Nhận đơn từ 43-68 cân mọi người sẽ mặc vừa ạ. 450.000 đồng một bộ chị ạ. Kèm màu kèm số thoại đầy đủ hộ em nhé mọi người. Bộ này đấy, bộ nám đây nhá các chị, bộ nám em có hai màu, đó là màu xanh thắm và màu ghi đầm ạ. À, chị nào lấy bộ nám thì cứ comment xem là bộ nám có em sổ điện thoại cho em nhé. Có bộ 45 nữa nha, nhắn tục nữa. Dạ tai nghe mạng lên đơn xe sẽ là tai nghe kèm số điện thoại chị ạ. A15 kèm số điện thoại hộ em 155.000 đồng, 125.000 đồng chị nhá. Dạ đúng rồi ạ. Kèm mã kèm số điện thoại đầy đủ em ạ. Quần áo của bên em là ở 06 Phạm Kinh Vĩ thành phố Vinh ạ. Cơ sở giày dép sẽ là 126-175 Nguyễn Văn Cừ nhá chị. Bộ chị ạ, áo bộ nam sẽ là bộ không phải áo đâu chị ạ. Bộ nam sẽ là 199.000 đồng nha mọi người. Áo keo phía sau mã lên đơn cho em sẽ là A16 kèm số điện thoại 199.000 đồng một áo ạ. Quần Burberry mà lên đơn cho em là A20 chị nha, A20 ạ. Bộ này mọi người sẽ bấm cho em là bộ gì đấy? A21. Sao tự nhiên ở bên này là tuổi đen như này vậy thương? Bộ này mọi người sẽ bấm cho em là bộ A21 nha mọi người. Bộ A21 kèm số điện thoại cho em. Quần
giá nhiều quần C165, 1m65 không mặc được quần bikini đâu mọi người ạ. Bộ nam lớn nhất là 80 cân, các chị các anh sẽ mặc vừa mọi nhá. Bộ như em đang mặc mọi người bấm cho em là bộ gì đấy ạ? A10. A21 kèm số điện thoại cho em 379.000 đồng một bộ mọi nhá. Bộ này sẽ có size ML, bộ này sẽ có size M và L. Có 3 màu cho mọi người lựa chọn, bấm cho em là bộ A21 nha mọi người, chất umi ạ. 3 màu. Nấu đen với cả là màu cho chị cái ghế đó. 3 màu cho mọi người lựa chọn đó, màu nấu này, màu đen với cả là màu xanh. Lấy màu nào bấm cho em màu đó. Bấm cho em bộ này sẽ là bộ A21 nhá. Rất là đẹp đúng không mọi người? Bộ này kiểu là form của nó rất là trẻ trung luôn mọi người này. Nhận đơn những chị nào mà tầm khoảng 40 cân cho đến tầm khoảng 60 cân là các chị sẽ mặc vừa. 3 màu, màu nấu này, màu xanh này với cả là màu đen. Lấy màu nào bấm cho em màu đó. Cả set như thế này sẽ là 379.000 đồng một bộ. 379.000 đồng một bộ. A21 kèm số điện thoại cho em mọi người nhá. A21 kèm số điện thoại cho em. 379.000 đồng cái bộ này. 379 một bộ nha mọi người. Rất là đẹp luôn. 3 màu chị ơi. Bộ nam sẽ là 199.000 đồng. Ok chị Dũng Hoang ạ. Đây. Cái áo này mọi người mặc rơi cũng đẹp nhá. Hoặc là mặc cả set vẫn ok. Đồng hồ mặt vuông em đăng mã gì? Đồng hồ mặt vuông em đăng thì chị vui lòng chốt ở tin nhắn hộ em nhá. Ở đây không có. Nếu mà đồng hồ mặt vuông các chị muốn gộp đơn với ngày hôm nay cũng không gộp được, chất báo mềm luôn mọi người ạ. Có 3 màu nha mọi người lựa chọn. Màu nhảy mặc màu xanh nhá. Ở đấy của nó sẽ có logo thêu chữ 16 này. Đấy. Mã lên đơn cho em sẽ là mã A21. Bộ chúi đầu có, lát nữa em lên mọi người bộ chúi đầu cũng rất là nhiều. A21 nha mọi người. A21 màu xanh. A21 màu nấu. Và A21 màu đen. Cái này nhân viên chưa la này. Chưa la. Và A21 màu đen đem số điện thoại cho em rồi nhá. 379.000 đồng. Bộ là mã gì ạ? Em để chị đặt đó. Bộ em mặc là A21. Nhiều bộ lắm các chị ạ. Bộ nám lúc nãy là mã bộ nám kèm số điện thoại. Còn bộ em mặc là bộ A21 kèm số điện thoại cho em. Chắn lúc nãy là 199.000 đồng một chắn mọi người nhá. Đây. Cả bộ cả quần và áo 379.000 đồng, cái bộ này quá là rẻ đúng không ạ? Quần của nó sẽ là kiểu quần bó như thế này mọi người nhá. Chị nào mà lấy bộ này cứ bấm cho em là A21 kèm màu, kèm số điện thoại cho em màu xanh này. Màu đen với cả là màu nấu. Bây giờ chủ yếu là con màu A21. Màu đen thì con ít hơn, tại vì màu đen lấy ít hơn mà. Đến shop chọn hàng được không ạ? Đến shop chọn hàng thì với điều kiện là các chị đã có cái hình ảnh sản phẩm rồi. Còn bên em sẽ không bay ra để chọn các chị ạ. Bên em giống như kiểu là để một cái khó mọi người. Em không bay ra các chị ạ. Các chị thông cảm hộ em nhá, lấy mặt nạ này. Lấy mặt nạ NMN đấy. Nhá. Hôm nay sẽ lấy mọi người mặt nạ NMN. Cái loại này đắp báo phê luôn, nói chúng là mặt nạ NMN. Lúc này em đã lấy mọi người mặt nạ vàng 24K rồi. Đó, bây giờ em sẽ lấy mọi người mặt nạ NMN. Đây, cho mình xem lại quân công sở. Bộ này rất là đẹp mọi người nhá. Bộ này rất là đẹp luôn. Form của nó sẽ thiết kế rất là trẻ, mặc dù nó không được to, form này không to đâu. M và L. Cái chị mặc là này gì này? No. Thế nhận đơn dưới 58 cân thôi. Huyền sửa với chị cái. Dạ. Cái này em nhận đơn dưới 58 cân các chị ạ. Sorry các chị nhá. Bộ thì rất là đẹp nhưng mà form không to. 379.000 đồng một bộ, 40 cân cho đến 58 cân em nhận đơn. Cái này mà tầm khoảng dưới 52 cân là dưới 50 cân là các chị phải mặc size M nhá. Còn từ 50 cân cho đến tầm khoảng 58 cân các chị phải mặc size L cho bộ A21. Mặc dù nó đẹp nhưng mà nó sẽ không to lắm, form không to. A14 là bộ cao cấp phải không em? A14 là chị đỏ em. A13 là bộ cao cấp chị ạ. A14 là tất chân, còn A13 là bộ G cao cấp ạ. A13 là bộ G cao cấp. Đồng hồ em đeo là 125.000 đồng nha chị Hải Tuấn. Son có màu đỏ cám không các chị ơi? Son bây giờ em chỉ có màu đỏ nấu thôi ạ. Còn màu đỏ cám em hết mọi người nhá. Son màu như em đang đánh đấy sẽ là màu đỏ nấu mọi người nhá. Son sẽ là 135.000 đồng. Màu đỏ nấu là màu như em đang đánh đấy mọi người nhá. Màu đỏ nấu nhá mọi người. Màu đỏ nấu. Không phải màu đỏ cám đâu. Đấy. A21 size M hoặc A21 size L kèm số điện thoại cho em. Em bán tặng các chị luôn bộ này với giá là 379.000 đồng nhá. Bộ này bình thường các chị mua 400 mấy đó. Chất của nó sẽ kiểu lấy chất umi nhá mọi người. Làm quay cho chị cái áo với. Nhanh luôn. Đấy, màu đen nữa này, màu đen thì con ít hơn, chủ yếu là con màu nấu và màu xanh. 3 màu cho mọi người lựa chọn, màu đen, màu nấu và màu xanh. Lấy màu nào bấm cho em màu đó, có size M và L ạ. Nhận đến những chị nào mà tầm khoảng 40 cân đến 58 cân các chị sẽ mặc vừa. 3 màu cho mọi người lựa chọn nhá mọi người. Ok chưa? Rồi sáng A22 luôn nào. Mặt nạ NMN thì hiện tại bây giờ em cũng còn ít lắm á. Đâm hô 125 kem mau luôn hộ em. Kem số điện thoại là quan trọng nhất. Em đang mặc đấy là size L các chị ơi. Em 55-56 cân em mặc size L nhá. 3 màu ạ. La luôn đó chị, cái A21 chưa?
Vẫn nhắm mà. Rồi đây, này, ai la đây? Cái ba la ở đâu em? Kinh khủng khiếp luôn thực sự. Cái 60 cân mặc đẹp có chị ơi, chị Hải tốn nó nhiều lắm. 60 cân cả tỷ bộ luôn. Đợt này em về bộ dành cho người 68 70 cân nó còn có ở mọi người. Cho xem lại quần công sở. Ok đợi chút. Quần này em xả mọi người với giá là 175.000 đồng. Các chị bấm cho em mã này sẽ là mã quần. Quần 20. Bây giờ các chị chốt màu nào không quan trọng. Bằng việc các chị chốt với các bạn nhân viên chốt đơn mới là quan trọng. Còn bây giờ các chị đặt như này, các chị đặt 10 món nhưng mà lát nữa các bạn nhân viên chốt đơn lại, các chị không đặt món nào thì bên em cũng không chốt đơn đâu. Do đó cho nên cái quan trọng nhất khi các chị đặt là phải chặt với các bạn nhân viên gọi điện chốt đơn mời nhá. Còn bây giờ các chị đặt như này không quan trọng đâu. Chị nhưng mà phải có số điện thoại. Số điện thoại cho em về ạ. Phải có số điện thoại, khách cũ khách mới gì cũng phải có số điện thoại bên em mới có thể chốt đơn được cho mọi người. Nào, mọi bấm cho em mã này sẽ là mã A7 đấy ạ. A20. Quân. A20. Quần này em đang xả mọi người với giá là 175.000 đồng nhá. 175.000 đồng, bộ em mặc sẽ là 379.000 đồng bộ A21. Còn quần sẽ là mã A20, các em chủ điện thoại cho em. Ok mọi người. Váy có, lát nữa em sẽ dành riêng một cái lái để em xả váy riêng mọi người sáu. Còn hiện tại bây giờ kiểu là nó đang còn lẻ, lát nữa em sẽ dành riêng một cái vá lái để em xả váy mọi người sáu. Quần này em có size ML, XL, 2XL, nhận đơn từ 40 cân cho đến tầm khoảng 63 cân các chị sẽ mặc vừa. Quần Burberry công sở em xả con 175.000 đồng mọi nhé. Quần quá là đẹp luôn. Đấy. Có hai màu nhé mọi người, màu đen với cả là màu nấu này, lấy màu nào bấm cho em màu đó. Còn bộ em mặc thì có 3 màu, màu nấu, màu xanh với cả là màu đen. Mặt nạ nơ mơ nơ, đợi em một chút em lên nhé. Kiểu lái nhiều mã quá nó bị rủ. Đấy. Bộ màu mặc là A21 ạ. 3 màu đen, xanh và nấu. Đấy được rồi nhé, bộ em mặc size mơ nơ. Bộ em mặc đấy các chị, em mặc đấy là size L nhé. 40 cân cho để tầm khoảng 58 cân em nhận đơn, trên 58 cân đừng mặc nhé. Có 3 màu đó, màu đâu hết rồi. Bộ gió đưa ra mà trả đơn đi em. 3 màu, màu đen, màu nấu với cả là màu. Màu đen, màu nấu với cả là màu gì? Đấy. Màu xanh. 3 màu nhé mọi người. Này, bấm cho em bộ này sẽ là bộ A21 màu đen, A21 màu nấu và A21 màu xanh. Đem số điện thoại cho em, 379.000 đồng một bộ. Có size M và L, nhận đến những chị nào mà tầm khoảng 40 cân cho đến 58 cân thôi các chị nhá. Những chị nào mà trên 58 cân đừng lấy bộ này. Bộ này mặc lên rất là đẹp quân và trẻ. Quân bên em con nhá mọi người. Con bộ này mặc lên cực kỳ đẹp và trẻ luôn. Chất của nó sẽ không quá dày nhá mọi người. Mặc lên form cảm giác nó rất là gọn và kiểu nó trẻ trúng. Mà nhá, bộ này sẽ là bộ trẻ. Bộ này sẽ không dành cho những chị nào mà kiểu da một chút đâu nhá. Da là không hợp đâu, chỉ hợp với những chị trẻ trẻ thôi. Màu xanh của nó sẽ kiểu là màu xanh Nhật Bản. Màu xanh này, màu nấu này. Với cả là màu đen. Đó, 379.000 đồng cả bộ, cả quần và áo. Bấm cho em là bộ A21 mọi người nhá. Bộ này chị nhận được rồi, đẹp miếu ơi, em cảm ơn chị Thanh Phủ ạ. Bộ này đẹp đó mọi người. Bộ này đẹp và trẻ. Nó sẽ thiết kế theo kiểu trẻ trẻ ấy. 379.000 đồng một bộ ạ. 379 cho bộ này nhá. Còn quần hai cúc không em ạ? À? Con. Quần hai cúc em con. Lát nữa em lên mọi người. Cho mình xem với bộ A13. Bộ A13. Lúc nãy nó lấy bộ A13. A13 là bộ Govit. Ờ. À, bộ Vip. Rồi à, cái bộ áo này lúc nãy nó bảo màu đen. Đấy ạ. Đây là áo. Cái áo này lúc nãy em lấy mọi người là mã 7 hay. Bây giờ mới tìm thấy màu đen này. Ờ, A18. Rất là xinh, áo bóng bớ mọi người nhá. A18 các em số điện thoại cho em. Đây. Cái áo này lúc nãy em lấy mọi người có cả màu đỏ đấy. Bây giờ em lấy mọi người màu đen này. Mặc lên rất là ok luôn nhá mọi người. Đây. Áo bóng bớ em nhận đơn những chị nào mà tầm khoảng 42 cân cho đến tầm khoảng 58 60 cân các chị sẽ mặc vừa. Mời bấm cho em áo này sẽ là áo A 18 kem số điện thoại cho em. Kem mau luôn hộ em. Mời nhá. 250 một cái, 250.000 đồng một cái. Chất vải gì? Cái này là chất Umi mọi người ạ. Cái này sẽ là chất Umi. Mời nhá. Bộ thun tắm chuối có. Bộ thun tắm chuối có bộ gấu. Bộ gấu siêu đẹp luôn. Bộ gấu đâu đó. Bộ gấu có size ML, nhận đơn dưới 65 cân. Để em chút em lên bộ gấu cho. Bộ chuối đâu có. Nhiều bộ lắm. Đấy. Mời bấm cho em áo này sẽ là áo A17 đấy em. Áo A18. Áo A18 sẽ là 250 mọi nhá, 250.000 đồng. Một áo cả như thế này, em có size M và L. À cái này một size chứ. Áo bông bơ này một size. Áo bông bơ này một size thôi mọi người ạ. Một size nhận đơn những chị nào mà dưới 58 cân các chị sẽ mặc vừa cái áo bông bơ này. A21 màu xanh cho em số điện thoại với chị bóng xinh ơi. Cho chị xem đồng hồ và bộ quần áo thể thao 60 kg với ạ. 60 kg thì chị lấy cái bộ A13 lúc nãy đi.
Giờ cái bộ áo với áo lúc này cho khách xem đi. Cái này treo lên chị là được. Đợi em chút nha mọi người. Đợi em một chút. Bộ em mặc là 379.000 đồng. Mã lên đơn cho em sẽ là một bộ áo 21. Nào. Mặt nạ NMN lúc nãy sẽ đây. Là A22 nha mọi người. Rồi, mặt nạ NMN này. Em bán tặng các chị luôn với giá là 195.000 đồng nhé. Các chị mua trên thị trường vẫn đang là 290-300 một túi như thế này. Em bán tặng các chị luôn hạt mặt nạ NMN hàng chính hãng nhá, với giá là 195.000 đồng. Một túi như thế này của em ở trong của nó sẽ có 30 miếng. Các chị đắp được 30 lần, tính giá rất là rẻ luôn ạ. Mọi em bấm cho em mã này sẽ là mã gì? A22 kèm số điện thoại. A22 kèm số điện thoại cho em. Mặt nạ NMN sẽ là 195.000 đồng ạ. 195.000 đồng mọi nhá. 20 30 miếng. Bộ em mặc sẽ là mã A21 ạ. 379.000 đồng mọi người ơi. Bộ em mặc sẽ là A21. Còn mặt nạ NMN các chị bấm cho em là mã A22 hoặc là mã mặt nạ NMN kèm số điện thoại. Túi màu đen của em sẽ là túi kiểu là nó chống lão hóa và làm trắng mọi nhá. Chống lão hóa và làm trắng ạ. Comment 6 ạ. Chị cứ comment cho em là A21 kèm số điện thoại là được. Bộ nấu có mũ như năm ngoái có không em không nhớ các chị ạ. Kèm số điện thoại cho em ạ nhé. Quan trọng nhất là phải có cái số điện thoại mới chốt được đơn chứ. Bộ sánh trong người là 379.000 đồng mọi nhá. Có size M và L, có cả 3 màu cho mọi người lựa chọn. Màu sánh, màu nấu và màu đen. Còn mặt nạ NMN thì sẽ là 195.000 đồng. Cho chị bộ đang mặc, cho em số điện thoại đi các chị ơi, quan trọng là phải có số điện thoại cơ. Đây. Mặt nạ NMN ạ, chuyên chống lão hóa và làm trắng nha mọi người. Mọi người nhá, dòng túi màu đen này nó chống lão hóa cực kỳ tốt luôn ạ. Cấp ẩm cho giá cũng rất là ok. Các chị mua thị trường đang là 295.000 đồng một túi 30 miếng. Em bán tặng các chị luôn với giá là 195.000 đồng. 195.000 đồng mọi người nhá. Chị mặc bộ màu nấu đi, ok. Lấy chị cả cái bộ này màu nấu để chị mặc vào. Có size M lơ mọi nhá. Bộ em mặc là 379.000 đồng. Còn mặt nạ NMN thì sẽ là 195.000 đồng ạ em. 195.000 đồng. Trời này mà các chị, trời này mà các chị đắp mặt nạ thì sướng cực kỳ luôn mọi người. Thường thường mỗi tuần chỉ cần đắp mặt nạ khoảng 2 lần thôi nhá. Nhưng mà riêng trời này á, các chị nên đắp tầm khoảng 3 lần. Thực sự luôn, tại vì thời tiết nó quá hành khô mọi người ạ. Không biết các chị ở tỉnh khác như thế nào, nhưng em ở Nghệ An các chị trời vừa nắng lại vừa khô, khó chịu cực kỳ luôn. Những cái thời tiết như này mà các chị không cấp ẩm cho giá là cảm giác giá nó rất là khổ sạng. Bộ đang mặc sẽ là 379.000 đồng, bộ A21 mọi người nhá. Bộ này đẹp lắm, mọi người lấy đi. Tầm khoảng bộ này sẽ kiểu trẻ trẻ chúng, tầm khoảng dưới 45 tuổi thôi nhá. Dưới 45 47 tuổi thì mọi người sẽ mặc bộ này thôi, chứ còn nếu mà các chị kiểu có tuổi một chút trên 40 mấy tuổi thì mọi người không nên mặc nữa. Mặt nạ NMN kèm số điện thoại cho em. 195.000 đồng một túi. Chị đang lái ở số 1 số 6 đường Phạm Kinh Vĩ, thành phố Vinh. Các chị ơi, thời tiết này mọi người đắp mặt nạ sướng cực kỳ luôn. Mặt nạ NMN kèm số điện thoại hộ em. Kèm số điện thoại thế giới hộ em còn tầm khoảng 20 mấy túi nữa thôi. Các chị mua thị trường đang là 295.000 đồng một túi 30 miếng nhá. Em cam kết 100% hàng chính hãng cho mọi người luôn. Em bán tặng các chị luôn với giá là 195.000 đồng. Em còn tầm khoảng 20 mấy set nữa thôi. Cái dòng này cấp ẩm làm trắng và chống lão hóa mọi nhá. Túi màu đen này dùng rất là thích luôn. Một túi như này ở trong của nó sẽ có 30 miếng. Các chị ơi, những chị nào chắc chắn thì mọi người chốt hộ em nhá. Mặt nạ NMN chốt qua inbox cho chị được không? Nhắn cho em vào trang 888 nhá chị Truy Hương, hoặc là trang 16. Nào, giơ lại bộ này cho chị Hải Tuấn xem một chút nào. Bộ 13 em đang mặc đấy là size L. Nhưng mà tại vì là kiểu là em là người kiểu em đuôi to mọi người ơi. Em đuôi rất là to mọi người nhá. Mặc kiểu nó có giãn cực kỳ thoải mái, mặc đẹp. Nói chung là bộ này rất là đẹp, có cả màu nâu, màu xanh với cả là màu đen. Màu xanh kiểu xanh Nhật Bản á, mặc vào đẹp lắm, cũng hơi bị kẻ giá đẹp. Bấm cho em bộ này sẽ là bộ A21. A21 màu xanh màu cái này. Còn bộ này sẽ là bộ A13 này. Đấy, cho chị Hải Tuấn xem lại này. NMN kèm số điện thoại cho em 195.000 đồng nhé. NMN sẽ là 195.000 đồng. Còn bộ này sẽ là 450.000 đồng. Bộ này sẽ là bộ cao cấp. Bộ này sẽ là 450.000 đồng. Dành cho những chị nào mà tầm khoảng 40 cân cho đến 68 cân. À quên, 43 cân cho đến 68 cân. Các chị sẽ mặc vừa. Cái này em nhận đến những chị nào mà tầm khoảng 43 cân cho đến 68 cân. Các chị sẽ mặc vừa. Các chị bấm cho em mã này sẽ là mã gì đấy ạ? A13 kèm số điện thoại cho em chị Hải Tuấn nhá. Nếu mà chị Hải Tuấn 60 cân thì lấy bộ này này. Mặt nạ NMN dùng cực kỳ thích luôn mọi người. Thực sự mỗi tuần các chị chỉ cần đắp cho em tầm khoảng 2 đến 3 lần thôi ạ. Sau tầm khoảng 10 đến 15 ngày dùng, các chị thể thấy giá nó khác hẳn luôn mọi người nhá. Tại vì là mùa này sẽ là một trong những cái mùa mà giá nó cần phải cung cấp dưỡng chất cho da rất là nhiều, kể cả da tóc và móng cũng thế mọi người. Cái mùa hành khô này ấy, mọi người, nó kiểu cảm giác giống như kiểu là nó rút hết nước ấy. Đấy. Hai màu này. Em đắp mặt nạ vàng 24K thích lắm Miu ơi. Ok, cảm ơn chị Dung Hoa. Vàng 24K cũng thích, nhưng mà NMN cũng thích mọi người ạ. Nói chung là mỗi loại nó sẽ có một ưu điểm riêng. Ví dụ như vàng 24K nó sẽ là
dòng kiểu chuyên cấp ẩm và làm trắng. Còn NMN thì nó chuyên chống lão hóa, làm trắng mọi nhá. Nói chung là mỗi loại nó sẽ có một ưu điểm riêng. Đấy nhá chị Hải Tuấn, nếu mà chị 60 cân thì lấy bộ này nhá. Bộ bộ A13. Bộ rồi. Chị đang mặc trên người sẽ là A22 nha mọi người. A21 em ơi, A21 em ơi, A21 em ơi. A21 nha mọi người. Bộ chị mặc thế là bộ A21 nhá. Em mặc màu nâu vào nè. Bộ A21 bên em nhận đơn từ 40 đến 58 cân mọi người, mặc sẽ mặc vừa bộ này á. Có hai size M và L nữa các chị. Cái này mà có size XL nữa thì đẹp. Bộ treo sau sẽ là bộ gió của nữ, 150 miễn ship. Còn bộ treo sau chị nào lấy bộ treo sau mạng lên đơn cho em sẽ là A1 kèm số điện thoại ạ. 450.000 đồng mà được miễn ship ạ. Hai màu xanh than và màu đen nữa chị. Đủ size S, M, L, XL dành cho chị nào từ 40 đến 65 cân mọi người sẽ mặc vừa bộ phía sau ạ. Còn bộ G cao cấp lúc nãy sẽ là A13, 450.000 đồng chị ạ. Kèm màu, kèm số điện thoại đầy đủ hộ em nhé mọi người. Mặt nạ NMN sẽ là A22 ạ. Tôi đang chỉ lắm nghĩ nó một tủ cơ chị ơi. Một tủ như thế là 30 miếng nhỏ ở trong mọi nhá. Các chị mua là em thấy người ta đang bán với giá là 295.000 đồng đó. Em bán thôi, nơi có 195.000 đồng. Ăn mặt là rẻ đó. Đấy, em mặc có cái màu nấu vào này. Đấy mọi người nhá, màu nấu cũng đẹp. Hai màu nấu và đen, lấy màu nào bấm cho em màu đó. Màu nào cũng xinh nha mọi người. Màu nam xinh ở bên này hình như nó bị đứng thôi á. Cứ nằm mãi như thế ở bên này nè. Ở bên cái tráng này nè, đúng không? A21 sẽ có giá là 379.000 chị ạ. A21 là chất gió à, không, A21 sẽ là chất Umi mọi người ạ. Bộ này sẽ là bộ Umi mọi người ơi. Bộ này sẽ là bộ Umi nhá, không phải là bộ gió đâu. Bộ gió là bộ phía sau. Bộ gió là bộ phía sau, là bộ A1 ấy. Bộ gió nó sẽ là hàng xuất, nó chuẩn giống như bản hàng áo luôn. Cái bộ được 6 á là giống như kiểu bản hàng áo luôn. Chị nào mà hay mua những cái bộ hàng áo của Lining hoặc là của Dad hoặc là của nói chung là những cái hàng thể thao như thế là mọi người sẽ biết là bộ này chuẩn như bản hàng áo luôn nhá. Các chị vào store của Dad, các chị đang mua cái bộ này tầm khoảng 1.8 đến 2.2 triệu. Em bán cho mọi người có 450.000 tại vì bản này sẽ là bản hàng xuất nhá mọi người. Bộ nám em con, bộ nám chị đang lấy bộ nám cứ bấm cho em là bộ nám kèm số điện thoại. Bộ em mặc là bộ A21 màu nâu à? A21 ạ, màu nâu ạ. A21 màu nâu kèm số điện thoại cho em mọi người nhá. 379.000 đồng một bộ. Lấy màu nào bấm cho em màu đó. Rất là đẹp luôn các chị ơi, bộ này đẹp. Đấy mặt nạ NMN này. Thời tiết này mà mọi người không chăm sóc giá thì chăm sóc giá vào thời tiết nào nữa. Đó, mọi người. 379.000 đồng một bộ em mặc. Còn mặt nạ NMN thì sẽ là 195.000 đồng một túi. Một túi như này của em sẽ là 30 miếng ở trong mọi người nhá. Các chị ơi, các chị nhận hàng kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nhưng không đồng nghĩa với việc là các chị bóc hết mặt nạ của nhà em ra mọi nhá. Cái này cái túi của này khi nào mình lấy hàng thì mình mới bóc ra. Có chị là bóc ra kiểm xong rồi đưa về mà không biết là lý do tại sao đưa về toe loé tét loét luôn. Nhá các chị. Nhưng chị nào chắc chắn thì lấy hộ em mọi nhá, mặt nạ NMN hàng chính hãng 100% luôn. Cái này có mã chất cốt cho mọi người luôn này. Em đảm bảo với chị lấy chuẩn áo 100% luôn mọi nhá, 195.000 đồng. Mã lên đơn cho em sẽ là mã NMN, mặt nạ NMN kèm số điện thoại. Bộ nám em lên rồi. Bộ nám em lên rồi. Trời ơi, em lên cái gì em lên rồi mọi người. Đây, bộ em mặc này. 379.000 đồng. Mã lên đơn cho em sẽ là mã A. Bộ chị mặc sẽ là A21 ạ. Bộ nám sẽ là A19 nha mọi người. Màu khác ở đâu em? Ôi trời ơi. Nào vậy thương? Hả? Mới nghỉ có ngày thôi nhá. Rồi. 379.000 đồng một bộ này. Các chị bấm cho em là bộ A21 nha mọi người. Kèm số điện thoại phía dưới của em, lấy màu nào bấm cho em màu đó. A1 quần ống bó phải không em? Đúng rồi chị ạ. A1 nó cái quần ở dưới nó chạy trốn nhá mọi người. Hàng áo như nhau, hàng suốt nó làm ra như thế. Nhiều chị bảo là chạy quá đây bảo em là tại sao cái bộ này nó lại làm như thế này, làm như thế kia. Tại vì là cái kiểu nó sản xuất ra như thế mọi người. Ví dụ như một cái túi Gucci. Nếu mà là hàng fake nó sẽ sản xuất ra chuẩn giống như bản hàng áo. Các chị hỏi thắc mắc tại sao ở giữa nó không có khóa kéo. Cho nên phải hỏi các công ty sản xuất cho em, chỉ là người bán lại thì em sẽ không biết được nha các chị. Ví dụ như bộ Dad ở sau cũng thế. Hàng áo các chị vào siêu to mua hàng áo như nào thì hàng xuất nó xuất lại ý như thế luôn. Chị mặc bộ thể thao ở phía sau em xem. Chị lên rồi em ạ, mặc rồi em ạ, mặc lúc nãy đâu lái rồi. Rồi bây giờ em lấy mọi người mã khác nào. Chữa tắm. A23. Bộ em mặc là A21 ạ. Sao còn một cái lái này nó sao vậy, nó cứ đứng mãi vậy em. Xem lại ơi chị xem. Không. Nó đứng một chỗ chắc chắn lắm. Chị, bộ đường 6 sẽ là bộ xuất mọi người ạ. Nào, sữa tắm Olay trắng giá. Mọi người bấm cho em mã này sẽ là mã gì đấy ạ? A23 kèm số điện thoại cho em. NMN sẽ là 195.000 đồng một túi 30 miếng. Thì tính giá nó cũng ngang ngang với giá của 24K mọi người ạ. Nhưng mà nói chung là tùy thôi. Các chị thích loại nào thì các chị bấm cho em loại đó mọi người nhé.
Các chị thích loại nào các chị bấm cho em loại đó. Cái này mọi người bấm cho em là mã A7 đấy ạ. A23 kèm số điện thoại cho em. Mọi nhá. Sữa tắm Olay trắng giá. Cái này dùng cực kỳ thích luôn. Những chị nào đã dùng loại này rồi đảm bảo các chị sẽ rất là phế luôn mọi người này. Sữa tắm Olay trắng giá sẽ là 100 bao tiền một một trái như này này. 199.000 đồng. Các chị nhá, mọi người bấm cho em mã này sẽ là mã A7 đấy ạ. A23 kèm số điện thoại cho em. Một trái như này của em sẽ là 500 ml mọi người. 95% khách hàng phản hồi là trắng mọi người nhá. Và 628 ngày dùng thì các chị sẽ thấy hiệu quả. Mọi bấm cho em mã này sẽ là mã sữa tắm kèm số điện thoại cho em. Sữa tắm Olay làm trắng giá mọi nhá. Tại sao nhiều chị thắc mắc tại sao sữa tắm mà có thể làm trắng được? Tại vì cái bảng thành phần của nó các chị thấy này, vitamin B3, vitamin C, retinol, niacinamide mọi người nhá. Toàn là những cái thành phần gọi là thành phần vàng làm trắng luôn mọi người. Những chị nào có tình trạng gọi là da của các chị bị tối mau, các chị cần phải tắm trắng thì mọi người sẽ dùng cho em loại này, nó giống như kiểu là một cái lớp ủ trắng nhẹ nhá mọi người ấy. Sau mọi người dùng sau khoảng 28 ngày sử dụng các chị sẽ thấy hiệu quả mọi người nhá. Chỉ 6% khách hàng phản hồi là trắng. Cái này mọi người bấm cho em là mã sữa tắm kèm số điện thoại cho em. 199.000 đồng một trái như này, 500 ml, tắm được từ giờ đến Tết chưa hết đó mọi người ạ. Mùi thì rất là thơm. A21 là bộ em mặc. Bộ chui đầu có lấy bộ chui đầu luôn đi em. NMN thì sẽ là 195.000 đồng mọi người nhá. NMN sẽ là 195.000 đồng một túi 30 miếng. Còn sữa tắm sẽ là 199.000 đồng một chai 500 ml. Cái này những chị nào mà có tình trạng ví dụ như kiểu là các chị bị mụn ấy, mụn kiểu viêm lỗ chân lông, mọi người tắm loại này cực kỳ tốt luôn. Đết của nó đến tận năm 2025 mọi người dùng thoải mái mọi người nhá. Rất là thơm luôn ạ. Sữa tắm Olay trắng giá cực kỳ đình đám luôn mọi người nhá. 199.000 đồng một chai như này, 500 ml. Nào lấy bộ chuối luôn đi em. Lấy bộ chuối nhá. Bộ chuối đâu em có mà. Đợi em một chút em lấy mọi người bộ chuối đâu. Bộ này mọi người bấm cho em là mã A22 ạ. A24 gần số ngoài ạ. Bộ chuối này rất là đẹp. Nó sẽ kiểu là bộ thun tắm mọi người nhá. Bộ thun tắm á. Mọi bấm cho em mã này sẽ là mã A24 đúng không? A24 kèm số điện thoại cho em. Bộ em mặc là A21 379.000 đồng. Bộ chuối em có size ML. Nhận đơn những chị nào mà tầm khoảng 40 cân cho đến 65 cân các chị vẫn có thể mặc vừa bộ này. Chất báo đẹp cho mọi người luôn. Mọi người nhá. Các chị bấm cho em bộ này sẽ là bộ A24 kèm số điện thoại cho em. 199.000 đồng. Một bộ chất đẹp dã man luôn mọi người ạ. Bộ em đang mặc đấy, bộ em đang mặc là 379.000 đồng, có cả ba màu, màu đen, màu xanh và màu nâu. Còn bộ này mọi người bấm cho em là mã A24 kèm số điện thoại cho em mọi người nhá. 199.000 đồng một bộ. Chất quả là đỉnh luôn mọi người ạ. Sữa tắm kèm số điện thoại cho em mọi người ơi. Đây. Ba màu cho mọi người lựa chọn này. Màu đen ạ, màu nâu và màu xanh. Cái này em nhận đến những chị nào mà tầm khoảng 40 cân cho đến tầm khoảng 65 cân các chị có thể mặc vừa bộ này mọi người nhá. Bộ em mặc là 379.000 đồng, bộ A21 có cả màu đen nữa chị, màu đen, màu nâu và màu xanh. Còn bộ này mọi người bấm cho em là bộ A24 nhá, bộ chuối. A24 kèm màu kèm số. Nếu các chị là những người khó tính, chị Oanh Phan cho em số điện thoại với ạ. Sữa tắm sẽ là 199.000 đồng một trái như này, 500 ml mọi nhá. Sau 28 ngày sử dụng thì các chị sẽ thấy giá bật tống hẳn luôn. Cái này tắm là trắng thật chứ mọi người, không phải là trắng giả đâu. Các chị cứ thử tắm sau 28 ngày, các chị cứ chụp lại ảnh bằng cam thương. Các chị sẽ thấy giá trắng thật, tại vì trong cái thành phần của nó có niacinamide. Nó sẽ là cái bảng thành phần của nó chỉ dùng cho những cái loại sữa tắm cao cấp thôi. Nhưng mà tại sao cái loại này nó hot ạ? Tại vì cái bảng thành phần của nó có những cái loại dưỡng trắng cực tốt. Mà chỉ có những mà với cái giá tiền này không bao giờ có được, do đó nó hot là vì thế mọi người nhá. Mọi bấm cho em mã này sẽ là mã sữa tắm 199.000 đồng. Sữa tắm Olay trắng giá sau 28 ngày sử dụng các chị thấy thấy hiệu quả rõ rệt luôn mọi người nhá. 96% khách hàng phản hồi là trắng. Còn 4% còn lại thì lý do tại sao không phản hồi thì cái đấy là kiểu công ty người ta thống kê chứ còn em không biết mọi người nhá. Kem số điện thoại phía dưới của em, mùi thì cực kỳ thơm luôn ạ. Nhất là những chị nào mà có tình trạng bị mụn lưng, mụn giá hoặc là mụn cánh tay thì mọi người tắm loại này cũng rất là ok, tại vì nó có cái thành phần niacinamide là nó vừa làm trắng và vừa trị mụn đó chị luôn. Bấm cho em mã này, mã sữa tắm kem số điện thoại, chai 500 ml ạ. Các chị order là 280. Các chị đi order là 280.000 đồng. Em bảo cho người có 199.000 đồng một hộp thôi, đúng không ạ? Loại này kể cả các chị đi order bây giờ cũng hiếm. Tại vì dòng này hiện tại đang cháy hàng toàn vịnh Bắc Bộ luôn các chị ơi. Sữa tắm Olay làm trắng á, 199.000 đồng một trái. Còn bộ này mọi người bấm cho em là bộ A24 ạ. Cho xem lại bộ đang mặc. Những chị nào mà khó tính, các chị đang kiếm những cái bộ chuối để mặc thì các chị lấy ngay cho em bộ này. Bộ này gọi là bộ dành cho những người khó tính. Tại vì là kể cả các chị có khó tính đến đâu, mọi người soi bộ này cũng không thể thấy được cái khuyết điểm của nó mọi người nhá. Kể cả các chị có khó tính đến đâu, kể cả các chị có khó tính đến đâu, các chị soi cũng không ra được cái khuyết điểm của cái bộ này đâu. Bộ này, bộ chuối này sẽ là 199.000 đồng mọi người nhá.
chị nhận áo rồi, đẹp lắm. Em cảm ơn chị Ngô Phượng nhá. Các chị bấm cho em bộ này sẽ là bộ A24. Bộ dành cho những chị nào khó tính nhá mọi người. Bộ này phải chốt ra bộ bộ chuyên tanh cho những chị khó tính. Đây, nào. A24 ba màu nha mọi người, đen, nâu và xanh ạ. Kèm màu kèm chuối lại đầy bộ đủ. Bộ em mặc là A21 379.000 đồng. Các chị nhá, các chị mặc thì sẽ đẹp hơn này, em tại đuôi của em mới to. Đuôi của em phải băng với những người khoảng 6-7 cân ấy. Băng phải em thì chỉ có tầm khoảng 55-56 cân, nhưng mà cái đuôi to phải băng người 6-7 cân các chị ạ. Do đó mọi người mặc sẽ đẹp hơn em. Còn bộ này, bộ chuối này sẽ là bộ chuối dành cho những người khó tính. Mọi người bấm cho em bộ này sẽ là bộ A24 kèm số điện thoại cho em, có size ML mọi người nhé. Đấy ạ, 199.000 đồng một bộ. A24 màu nâu, A24 màu xanh và A24 màu màu đen kèm số điện thoại cho em, 199.000 đồng một bộ. Màu nào cũng đẹp, có size ML. Nhưng mà bộ này các chị, bộ này thì hôm nay bên em bắt đầu hết size L, ngày mai em sẽ về thêm size L. Còn hiện tại bây giờ chỉ còn size M, ngày mai em sẽ bù size L. Do đó mọi người đặt thì mọi người cứ đặt đi nhé. Tại vì bộ này hôm qua khách chốt nhiều lắm. Hôm qua khách chốt rất là nhiều bộ này, đó, riêng bộ này mọi người ạ. Riêng bộ này ngày hôm qua khách đã chốt lên đến tận 240 số rồi các chị ơi. 240 số ấy cho ơi, chốt được khoảng 200 bộ. Nợ đốn rất là nhiều rồi mọi người nhé. Những chị nào mà lấy bộ này thì mọi người bấm cho em là mã A24. Mặc lên rất là đẹp luôn, cả quần và áo, chất rất là đỉnh luôn mọi người ạ. 199.000 đồng một bộ. Cứ bấm cho bộ A24 kèm màu kèm số điện thoại nhé. Bá màu chuẩn như này luôn. Màu xanh ạ. Màu nấu ạ, với cả là màu đen. Lấy màu nào bấm cho em màu đỏ, em thử mặc màu nấu vào nhé. Ba màu nào cũng xinh nha, đẹp mọi người lắm. Mã lên đơn cho em. Bộ này kể cả những chị nào mà khó tính nhá, mua cũng thích luôn mọi người này. Cái quần chốn quần của nó như này, chất sẽ kiểu là chất chất này chất gì cũng chất tắm. Kiểu chất lên tắm không mọi người, nhưng mà chất đẹp nhá, chất này không bị xu đó. Mọi người cứ yên tâm. Bấm cho em bộ này sẽ là bộ A24 nhá. Bộ mặc trong người sẽ là A21 nhá. Chưa lên cái bộ G1 hôm qua đâu kìa. Lên rồi. Biết rồi nhưng mà lúc nãy chưa khách bằng. Bộ chị mặc trong người, mã lên đơn cho em sẽ là A21 kèm số điện thoại nha mọi người. Bộ có 3 màu, đó là màu đen, màu xanh và màu nâu ạ. 379.000 đồng một bộ nha chị. Chất của bộ sẽ là chất u mì nha mọi năm người. Năm ngoái nó ra cái bộ này nhưng mà không có size. Còn năm nay nó ra cái bộ này chất đẹp nhưng mà có size ML. 189.000 đồng một bộ. Nhận đến những chị nào mà còn khoảng 40 cân cho để 65 cân các chị sẽ mặc vừa nhá mọi người. 45 cân để 65 cân chốt đơn cho em bộ này. Mã lên đơn cho em sẽ là A24 kèm số điện thoại ạ. Ba màu đen đâu và xanh ạ. Cái bộ đẹp như thế này thì mọi người đến mua, tại vì là hàng đầu vụ. Cái gì đầu vụ nó cũng đẹp. 23 đỉnh nữa nó ra hàng lượng 2 lượng 3 với đỉnh kia. Bộ này sẽ là A21 nhé, ba màu đấu xanh ba đen ạ. Em mặc 55 cân mặc xanh mơ này. Cái này dưới 55 cân chốt cho em xanh mơ nhá. Từ 55 đến 65 cân mặc cho em xanh lơ nhé mọi người. Hai size mơ lơ. Bấm cho em bộ này sẽ là bộ A24 à. A24 kèm số điện thoại ạ. 65 cân vẫn vừa các chị đẹp ơi. 45 cân đến 65 cân chốt đơn cho em nhé mọi người. A24 45 cân đến 65 cân chốt đơn cho em bộ này, chất này đẹp cực. Bộ này chất đẹp cực, ở đây nó sẽ có cái logo cầu thêu nhá. A24 199.000 đồng một bộ. Nhận đơn những chị nào mà tầm khoảng 40 cân cho đến 65 cân chốt đơn, ba màu nhá. Mọi người chốt đều màu hộ em với. A24 màu nhà em đang mặc sẽ là màu nâu. A24 màu đen. A24 màu xanh ạ. Ba màu đẹp lắm. Mơ lơ nhá mọi người, có size mơ lơ. Cứ kèm số điện thoại phía dưới hộ em là được nha mọi người. Mình anh chị nhận được bộ này hôm qua rồi, đẹp, em cảm ơn mọi người. Những khách nào mà nội thành đặt mã này hôm qua rồi là đẹp lắm đó. Em nhận được dây nấu 37-300k của nhà Miu rồi, đẹp tuyệt đỉnh. Em cảm ơn chị Dung Hoang ạ. Dung Hoang lúc nào cũng khen. A24 à, cái này là A24 à. Mơ và lơ mọi người ơi. 40 cân cho đến 65 cân là ok mọi người nhé. Những chị nào mà trên 65 cân em sợ hơi chật cho con, dưới 65 cân cứ chốt tẹt cá thoải mái cho em đi. Mã A24 các em số điện thoại cho em. Báo tiền ta. 199.000 đồng ạ. 199.000 đồng một bộ nhá mọi người, 199.000 đồng một bộ. Cứ kèm số điện thoại phía dưới hộ em là được nhá. Size ML chị ạ, không có size S đâu, nhỏ nhất của nó sẽ là size M nhưng mà yên tâm là mặc ok. Tại vì là bộ này như kiểu là nhân viên của nhà em 47 cân nó mặc size L vẫn ok mà mọi người. Thả cái tóc lại cho nó đỡ xù xì. A24 mọi người nhá. À. Không không, cái này không có size 2XL đâu chị ạ. Chất đẹp lắm, màu nấu. Màu nấu này màu đen, màu xanh. Đó. Em mà mặc màu nào là khách sẽ chốt màu đỏ nhiều, nhưng thực tế những màu khác cũng đẹp mọi người nhá. Màu nào cũng đẹp cả. 199.000 đồng một bộ cho bộ A24 nhá mọi người.
ở đấy của nó sẽ có một cái đầu gấu thiếu này, xinh lắm, có cả màu xanh nữa. Đâu ra màu xanh đâu, xem bộ 66, ok đợi em chút, em giơ lại bộ 66 mọi người. Bộ G1 hôm qua đi mua, ok đợi em chút mọi người ơi. Bộ em đăng ở trên page là bộ gì à? Em đăng nhiều bộ, bây giờ em không nhớ mọi người. Chất của nó có giãn mọi người nhé. Chất có giãn, màu nấu, màu xanh, với cả là màu đen. Lấy màu nào bấm cho em màu đó. Bộ này thì em đã lấy đủ màu rồi mọi người, cứ yên tâm mọi người nhé, em lấy đủ màu rồi. À 24 kèm số điện thoại cho em. Bộ này rất đẹp nha mọi người. Có những bộ nói thật các chị luôn là em nhập về những cái bộ mà xấu là em sẽ không bán đâu, giống như cái bộ lúc nãy ấy. Bộ lúc nãy là bộ gì ấy? Em xấu mà mỏng mỏng là em sẽ không bán đâu mọi người ạ. Bộ này thì chất rất là dày dặn. So với cái giá tiền 199.000 đồng nó rất là đẹp. Kể cả bộ này mà 300 mấy em thấy nó vẫn đẹp chứ không phải là 199.000 đồng đâu. Ba màu mọi người nhé. Bộ này năm ngoái em cũng bán rất là nhiều luôn. Nhưng mà năm ngoái thì nó không có size, con năm nay nó sẽ có size ML mọi người nhé. Em cao 1m62, nặng 55 cân, em mặc size ML này. Có cái dáng cực kỳ thoải mái luôn. Với cái chất này mọi người mặc lên nó sẽ không hề bị xu đâu. Không hề bị xu tẹo nào. A24 đúng không? Nên bộ là A24 ạ. Ba màu đây chị, màu đen, màu nâu, màu xanh. Đây treo với chị cái áo màu xanh đấy, bộ A24 đấy. Kem số điện thoại phía dưới hộ em nhé. Kiểu nó không, chất nó không dày lắm đâu nhưng mà nó giữ nhiệt tốt mọi người ạ. Nó giữ nhiệt rất là tốt. Nhất là kiểu là thời tiết mà lạnh lạnh á, mặc bộ này rất là ẩm nhá. Thời tiết mà lạnh lạnh các chị mặc những cái bộ này ẩm lắm. Tại bộ này em đã mặc rồi em biết. Gần như là cả một cái mùa đông là em toàn mặc bộ này. Thật sự á, cái quần của nó sẽ ống như này mọi người này. Ống như này nhá. Đây, ống này. Em gần như là cả một mùa đông năm ngoái là em toàn mặc bộ chui, em chỉ có duy nhất em mặc bộ này, mặc bộ nào khác. Đủ màu luôn, màu xanh năm ngoái là em lấy màu nấu hai bộ, màu xanh một bộ, màu đen một bộ, xong mà bị màu đen bị mất cái áo ở đâu ấy. Hình như là phơi ở trên ban công nó bị rớt mất, rồi mất ở đâu ấy. Đấy, A24 có size ML. Dưới 65 cân chốt đơn cho em rồi nhá, 199.000 đồng. Lên lại mặt nạ 24K, ok mọi người. Mặt nạ 24K mã lên đơn cho em sẽ là váy nhiều cực mà rong lại váy được thôi. Răng. Dư uống cho cốc trà sữa rồi lại váy tiếp hay răng? Hả? Bữa qua cho mình mi rồi mình đi cho trà sữa. Bữa qua cho mình đi thổ con nít á. Dư một lái không phải phỉnh nhân viên mọi người ạ. À, chị mặc bộ sánh thử em xem, đợi em chút nhá. Này. Chị nào lấy mặt nạ 24K lên đơn nhé, mọi cụ khảo là mặt nạ vàng kèm số điện thoại nhá, còn mặt nạ đơ mơ đơ thì chị miếu để con cho ai mà đi lái suốt. Em chỉ việc đẻ chứ phải nuôi đâu mọi người. Em ba ngoại, có ba ngoại các chị ạ, không cần phải. Em con em thật ra mới có 9 tháng thôi. Nhưng mà có ba ngoại, ăn cũng ba ngoại, ngủ cũng ba ngoại. Các chị thấy em lái cả ngày làm gì có thời gian đâu. Nhưng mà vẫn theo mẹ. Ba ngoại vẫn theo mẹ. Đấy. Và ở đây mà màu xanh đâu nào, đây chứ màu xanh lấy với chị cái cai với em. Đây. A24 đây mọi người nhá, màu xanh ấy, bây giờ em ướm vào như này mọi người, màu xanh này cũng đẹp lắm, màu xanh này em lấy mặc rồi. 199.000 đồng một bộ. Đây, ba màu nhá. Em giơ gần cho mọi người xem cái chất vải của nó sẽ kiểu là chất như này mọi người này. Chất như này, chất của nó sẽ kiểu là chất thun tắm ấy, chất thun tắm ấy. Mặc nó không hề bị xu tẹo nào đâu nhá. Không hề xu luôn, em bảo hành mọi người là không xu. Mặc rất là ấm mà nhẹ nhàng, chất thoải mái cực kỳ luôn. Các chị bấm cho em bộ này sẽ là bộ A24 kem màu, kem số điện thoại cho em nhé. 199.000 đồng một bộ mọi người ạ. Em có tình hình như này mọi người này. Bây giờ là em có rất là nhiều váy mà kiểu là thời tiết mà nắng nắng như này là các chị cũng mặc váy rất là nhiều. Thì làm sao để mà lái lẻ cho mọi người lật lái váy nhá. Hay là dư tiếp nổ lái này luôn được không? À hay lắm được. À hay lắm nhá. Cái váy đỏ này con bao cái? Con 23k. Bây giờ em sẽ tiếp nổi à. Có các chị ơi, date của mặt nạ NMN thì sẽ là đến 2025. 2025 mọi người nhá. Date của mặt nạ NMN thì sẽ đến năm 2025. Và date của mặt nạ vàng 24K cũng là đến năm 2025. Tất cả đều có date mọi người nhá. Kèm số điện thoại phía dưới hộ em mọi người nhá. Date của NMN thì sẽ đến 2025, còn vàng 24K cũng đến 2025. Mặt nạ vàng 24K đấy á, nó sẽ là dòng hàng nội địa nhá mọi người. Cái này thì nó sẽ chuyên cấp ẩm làm trắng. Những chị nào mà có nhu cầu làm trắng giá thì mọi người sẽ dùng cho em loại này.
mặt nạ vàng 24K thì một hộp của nó sẽ là 10 miếng nhỏ ở trong. Một mặt nạ vàng 24K đâu đó. Đấy, một hộp của nó sẽ có 10 miếng nhỏ ở trong. Vải của nó sẽ vải như thế này mà, như thế này vải đẹp lắm. Đấy mọi người ơi. Đây dư ăn hội sẽ vải nhá. À không, em lấy cho chị một cái áo màu như chị mặc đi. Màu này dễ nhìn vải nhất, còn tất cả các màu khác qua live sẽ khó nhìn vải. Lấy cho chị một cái áo màu như chị mặc đi. Màu này dễ nhìn vải lắm, chất có dáng mặc đẹp lắm mọi người ạ. À 24 199.000 đồng. Có size M và L, em nhận đơn dưới 65 cân các chị sẽ mặc vừa mọi nhá. Cái hiện tại bây giờ chốt thì em còn size M nhưng mà ngày mai em sẽ về cả size L nữa. Lái vải đi rồi ok rồi em một chút em lái cho mọi người nhá. Còn mặt nạ mặt nạ vàng 24K thì một hộp của nó sẽ có 10 miếng nhỏ trong. Em đang bán với mọi người với giá là 125.000 đồng hai hộp và hay là 120.000 đồng hay? 120.000 đồng. Lúc này em đang xài mọi người với giá là 120.000 đồng hai hộp và một hộp như này của em sẽ có 10 miếng. Trời ơi các chị, thời này thời tiết hành khô như này mọi người xin đắp mặt nạ đi cho đẹp. Cho đẹp giá mọi người nhá. Nếu mà không đẹp được thì ít giá của mình nó cũng phải đều màu và lỗ chân lông nó nhỏ, mình trang điểm đến cảm giác nó tự tin nhá mọi người. Còn nếu mà thời tiết này mà mọi người không đắp mặt nạ, các chị có cảm giác là ví dụ như kiểu là những cái ngày mà các chị dùng, một số chị dùng phấn phủ, các chị sẽ thấy cái vùng này nó hay bị sủi á. Nó hay bị sủi và cảm giác rất là khô. Thì mọi người dùng loại nào cũng được, loại nào cũng tốt. Hoặc là các chị không cần nhất thiết phải mua những cái loại em bán. Nhưng mà các chị dùng mặt nạ gì ở nhà thì mọi người cứ xuyến đắp vào cho nó đẹp giá mọi người nhá. Đảm bảo luôn thời tiết hành khô như này mà không đắp mặt nạ giá rất là khô luôn mọi người. Đợi em chút em lay vải nhá. Này, em giới gần cho mọi người xem cái chất vải của cái A24 này. Chất vải quá cam thương là nhỏ như này mọi người nhá. Rất là đẹp luôn. Đó. Đấy nhá mọi người, phần nước DA phần nước hết sạch luôn các chị ạ. Bạn mặc màu xanh đi ạ. Ok lát nữa em lấy mọi người màu xanh mọi người nhá. Này, cái vải rất là đẹp và có giãn cực kỳ tốt luôn. Cái này em đặt rất là nhiều. Em đặt hiện tại bây giờ thì em đang đặt tầm khoảng 500 bộ cơ. Tại vì là những cái bộ như này khách của nhà em mua rất là nhiều, nó có giãn cả 4 triệu luôn mọi người nhá. Nhận đến những chị nào mà 40 cân đến 65 cân các chị sẽ mặc vừa. Cứ bấm cho em mã này sẽ là mã A24 hoặc là bấm cho em một bộ gấu đi nhá. Bộ gấu nhá, bộ gấu các em số điện thoại cho em. Cái lúc mà em mang bầu gấu là gần như là lúc nào em mặc bộ này luôn mọi người, dạ bán. Đến lúc đẻ vẫn mặc bộ này luôn mọi người ạ. Tại vì cái form của nó sẽ khá là to, mặc thoải mái, không phải mặc ốm bao người nhá mọi người. Bầu lúc ấy mấy tháng thôi, 6 bầu to không mặc được bộ này. Đấy mọi người nhá, bá màu này. Để em chút em lên mặc màu xanh nhá. Màu xanh ở đâu rồi? Mặt nạ vàng 24K sẽ là 120.000 đồng hai hộp ấy. Nhưng mà còn ít thôi. Một hộp hộp nguyên của nó đâu rồi? Đấy của mặt nạ vàng 24K là để sẽ đến tận tháng 5 năm 2020 đúng không? Tháng mấy năm 2025 chứ? Ngày 17 tháng 7 năm 2025 mọi người ạ. Mặt nạ nhà Miu dùng thích lắm, em cảm ơn mọi người nhé. Thời tiết này mọi người xuyên đắp mặt nạ ấy, cho nó đẹp giá mọi người ạ. Cho nó đẹp giá mà nó cấp ẩm tốt. Chứ không là giá nó cảm giác giống như bị khô á các chị. Giá giống như kiểu bị khô á. Rất là khó chịu luôn. Chịu khó nhé mọi người. 125.000 đồng hai hộp. Một hộp như này của em sẽ có 10 miếng nhỏ ở trong. Với mặt nạ NMN ấy, thì mọi người bắt buộc các chị khi mở ra xong mọi người phải bảo quản tủ lạnh. Còn với mặt nạ 24K thì mọi người không nhất thiết phải bỏ vào tủ lạnh đâu. Nếu mà những cái lúc nào mà mình kiểu là mình thích đắp lạnh ấy thì mình sẽ bỏ vào tủ lạnh, còn không thì các chị để ngoài cũng được nhá. Không cần phải bảo quản mát đâu. Với mặt nạ NMN thì khi mà mọi người đã mở ra rồi ấy thì mọi người phải cất vào tủ nhá. Còn loại này thì mọi người để ngoài cũng được, tại vì là nó sẽ thiết kế từng báo nhỏ nhỏ như này này. Nó rất là nhiều dưỡng chất cho giá luôn. Mọi người bấm cho em mã này sẽ là mã A3. Còn NMN thì bấm cho em NMN. Bây giờ thay qua bộ xanh nhá mọi người. Hôm nay chủ nhật thời gian thoải mái. Hôm qua em hỏi với chị là cho em nghỉ một ngày đi. Ngày chủ nhật chị em cho chị lái 3K đúng không? Em soạn cho chị tất cả các mã không bao giờ bị trùng màu đúng không? Em nói rồi nhá. Đúng không? Chất đẹp lắm mọi người, em thay qua màu xanh nhá. Áo gió nám không em? Áo gió nám. Hình như mới về ở ngoài đúng không? Hỏi có về gió nám không em? Khi nào lấy bộ phía sau thì lên đơn nhé, về cục pháp là A1 ạ, 450.000 đồng và miễn ship đối với mã A1 chắn sẽ là 199 hả? Chắn sẽ là 199 mọi người ơi. Màu đen cũng nói chung là màu nào bộ gấu như màu đang mặc sẽ là A24 nhé, các chị ba màu xanh, nấu và đen ạ. Nhận đơn từ 45 cân đến 65 cân là các chị mặc vừa bộ gấu nhé mọi người. 40 cân đến 65 cân có. Cái này mua hai cái chúng mơ lơ. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Hôm nay thì mặc lấy rất là đẹp luôn nhá. Rất là thoải mái.
Cái này muốn những chị nào mà có con gái á, tầm khoảng 40 cân trở lên mua vẫn mặc chống hội mẹ. Con gái mặc size mơ, con mẹ mặc size lơ được. Dưới 55 cân mặc size mơ. Những chị nào mà thích lấy thoải mái hơn thì mọi người vẫn có thể lấy size to nhé. Con nếu không thì mặc size vừa như này. Màu xanh này. Đẹp cực kỳ luôn. Em là thuộc dạng là người to béo nhá. Đây. Gọi là mẫu lái béo nhất vịnh Bắc Bộ. Mọi người, các chị thấy xem livestream nhiều có nhà nào mẫu béo như em đó. Đấy màu xanh mọi người nhá. Bộ A24 màu xanh. Muốn xem lại bộ cao cấp nào ạ? Bộ cao cấp gọi rất là nhiều bộ. Bộ cao cấp chị muốn xem lại bộ nào em cho mọi người xem lại nhá. Bộ em mặc là bộ mọi người bấm cho em là bộ A bộ gấu. Đây có mấy cái váy nào. Bây giờ em sẽ xả váy mọi người nhá. Xả váy nào. Bấm cho em mã này sẽ là mã gì đấy ạ? A25 kèm số điện thoại cho em. Bây giờ con sẽ nhỏ thôi các chị ơi. Chủ yếu là em sẽ con sẽ nhỏ. Mọi người bấm cho em mã này sẽ mã A25 nhá. Váy màu xanh rất là xinh này. Cái này em bán rất là nhiều rồi. Bây giờ nó còn lẻ lẻ sai. Em sẽ xả rẻ mọi người luôn để về chị về đi diện lễ nhá. Mọi người bấm cho em váy sẽ là mã A25 à? A25 điện thoại ạ. A25 kèm số điện thoại cho em. Em xả luôn mọi người, váy này với giá là 199.000 đồng một cái. Nhận đơn những chị nào mà tầm khoảng 40 cân cho đến tầm khoảng 52 cân thôi. Cái này hết size to mất rồi các chị ạ. Bộ gấu xanh sẽ là 199.000 đồng. Váy em xả luôn con 199 nhá. Các chị bấm cho em mã này sẽ là mã A25 à. A25 kèm số điện thoại. A25 kèm số điện thoại cho em. Thôi, nhiều chị bấm A24 thôi, có số điện thoại đâu. Chị Nga cho em số điện thoại đi. Cái này bấm cho em là mã A25 nhá. Em share lại với chị cái bài này ghi xả váy với chị Cái Huyên. Kèm số điện thoại phía dưới hộ em nhá. Bộ gấu là 199 mọi người ạ. Bộ gấu sẽ là 199. Các chị có bấm cho em là bộ gấu kèm số điện thoại cho em là được. Cho xem lại bộ A23 đợi em một chút thôi. Các chị bấm A24 nhiều quá. Đấy. Bộ gấu sẽ là 199.000 đồng. Lấy màu nào bấm cho em màu đỏ. Váy mọi người bấm cho em là mã A25 nhá. Em xả luôn mọi người với giá là 199 một cái luôn. Bộ gấu có size ML các chị đẹp không? Đợi em chút để xả váy. Cho em số điện thoại đi mọi người, không có số điện thoại không chốt được đơn đâu. Khách cũ khách mới không thể có số điện thoại mọi người ạ. Mã lên đơn cho em chắc là A25 kèm số điện thoại nha mọi người. Vải em xả con 199.000 đồng thôi, 350, 380 đó. Bây giờ chỉ chủ yếu là con size M và L à? SM à? SML à? SM. Chủ yếu là con SM mọi người ạ. Mà khách của nhà em người nhỏ ít lắm. Vải này rất là đẹp nhé. Em xả con 199.000 đồng. Vải em, à, bộ em mặc sẽ là 199 luôn. Vậy mà lên đơn cho em sẽ là A25 nhé các chị, 199 ạ, 199.000 đồng một cái nhé. Còn bộ mẫu mặc sẽ là A24, 199.000 đồng một bộ. Bộ gấu như em mặc sẽ là 199.000 đồng một bộ, có size ML. Cái máy nó mau cũng đẹp lắm. Đồng hồ là 125.000 đồng à? Đồng hồ mã lên đơn cho em sẽ là A2 kèm số điện thoại. Đồng hồ sẽ là 125.000 đồng. Gấu xanh, gấu nấu chị Vũ Hiên ấy, cho em số điện thoại đi. Các chị ơi, kem số điện thoại phía dưới của em, gấu mau di không cho em số điện thoại nhé. Còn nó bằng bí mảnh này. Được em chút em xả đầy đủ hộ em nhé mọi người. Ồ đúng rồi, em bảo con 5% bí. Đồng hồ 125.000 đồng, trời hôm nay bạn có gì không vậy? 2 giây hả? Bên này nhiều hơn bên rồi. Rồi rồi. Đồng hồ em đang bán mọi người với giá là 125.000 đồng à? 125.000 áp dụng với tài khoản có danh hiệu người chia sẻ có 3 màu nhé. Này, màu nấu này, màu ghi này và màu đen, máy chạy 3 kim chơi rất rõ ràng, rất là rẻ luôn. Bộ gấu xanh và nấu kem số điện thoại phía dưới hộ em với nha chị Vũ Hiên. Váy hoa xanh sẽ là 199.000 đồng. Đúng rồi, em xả mọi người cái váy hoa xanh này có 199.000 đồng, nó đợi em một chút nào, cắm vào. Được chưa? Rồi. Được chưa được em ạ? Đồng hồ là mã đồng hồ, kem số điện thoại cho em, bộ gấu là mã bộ gấu nha mọi người. Kem số điện thoại phía dưới hộ em nhé, lấy cái gì cũng phải có số điện thoại mọi người ạ. Khách cũ khách mới cũng phải có số điện thoại. Đổi màu xanh nhé. Ok mọi người, lấy màu nào cứ. Được rồi, được rồi. Hả? Được rồi, được rồi. Rồi. À, rồi ok. Đây, xem bộ nám với shop à. Bộ nám ok, đợi em chút nha. Bộ nám giơ lại, bộ nám cho khách xem đi em. Kem màu kem chuối mọi đầy đủ hộ em về á. Bộ nám đây nhá mọi người. Trả hết đơn hôm qua đi. Mọi người đang trả. Lúc này em để như nào mà được đấy thương. Bộ nam mã lên đơn cho em sẽ là bộ nam kèm số điện thoại nha mọi người. Có chắn rồi mà không thấy ship nhỉ chị ơi, bây giờ em mới ship đó.
chị để ý điện thoại nhá, hôm nay em sẽ ship đó, này rút ra luôn đi. Các chị đặt chắn mà chưa thấy ship, để ý điện thoại cho em mọi người nhá. Hôm nay có chắn thôi đó mọi người, trời ơi các chị ủng hộ quá là nhiều luôn. Hôm trước em về 570 cái chắn mà không còn cái nào luôn á, hôm nay phải gọi thêm để về trả đến mọi người. Căn bản là em chạy mọi người, chắn có 199.000 đồng mà nó đẹp như thế bảo sao các chị không mua. Bộ em mặc sẽ là 199.000 đồng mọi người nhá. Các chị bấm cho em là bộ gấu kem màu, kem sổ điện thoại cho em có 3 màu cho mọi người lựa chọn. Gấu gấu nấu này, gấu đen này, gấu xanh này. Bộ gấu là 199. Con váy cũng là 199 luôn mọi người nhá. Váy mã lên đơn cho em. Váy ở ngoài đẹp hơn mọi người ạ. Váy là mã A25 đúng không? A25 kèm sổ điện thoại ạ. Thì nào lại bộ như màu đang mặc là A24 nhá, 199.000 đồng bán. Váy mọi người bấm cho em là A25 nhá mọi người ơi, váy rất là xinh luôn này. Cái này em xả lỗ choẹt mặt luôn các chị, thực sự bán rất là bán nhiều rồi nhưng mà bây giờ xả lỗ choẹt luôn mọi người này. 199.000 đồng một váy nhá. Em có size M và L. À hiện tại bây giờ chỉ còn size SM. SM ạ. Hiện tại bây giờ em còn size SM dành cho những chị nào mà tầm khoảng 40 cân cho đến tầm khoảng 52 cân là các chị mặc vừa. Còn những chị nào mà trên 52 cân là mọi người sẽ không vừa đâu. Bộ gấu em có 3 màu ạ. Các chị lấy màu nào cứ bấm cho em màu đó. Bấm cho em là mã bộ gấu xanh, bộ gấu đen và bộ gấu nấu kèm số điện thoại cho em 199.000 đồng một bộ có size M và L. Nhận đến những chị nào mà tầm khoảng 40 cân cho đến 65 cân mọi người vẫn phải mặc vừa gấu nhá. Dưới 65 cân mọi người sẽ mặc vừa gấu. À, rồi để em kiểm tra đơn của chị Oánh nhá. Đấy, con váy em xài mọi người với giá là 199.000 đồng. Các chị bấm cho em mã này sẽ là mã váy gì đấy ạ? Váy A25. Váy các chị sẽ bấm cho em là mã A25 kèm số điện thoại cho em. 199.000 đồng một cái mọi người nhá. Nhận đến những chị nào mà tầm khoảng 40 cân cho đến tầm khoảng 52 cân thôi. Cái này chủ yếu em con size nhỏ, size to bị hết mất rồi. Dưới 52 cân các chị chốt đơn cho em. Váy em xả luôn con 199 nha mọi người. Dáng dai quả gối rất là xinh luôn. Cái này mặc lên mới thấy xinh. Chứ con mọi người giới như này mọi người sẽ thấy bình thường thôi. Bộ gấu nấu kem sổ điện thoại cho em đấy. Bộ gấu nấu đây, giới lại bán bộ gấu cho khách xem này em. Các chị lên váy các chị toàn đặt bộ. Bộ lên váy mà các chị toàn đặt bộ. Bộ gấu nha em nó mặc là gấu xanh. Con có cả gấu nấu và gấu đen nữa. Có size ML nhá, nhận đơn từ khoảng 40 cân cho đến 65 cân mọi người sẽ mặc vừa. Váy sẽ là 199.000 đồng. Mặc váy đi em à. Trời ơi thôi em nhắc lấy váy là mặc nhắc hoặc váy lắm. Các chị con có mấy cái nữa thôi. Nhá, chị nào mà lấy váy thì mọi người gửi cho em là váy váy A hay mấy? Váy A25 kèm số thôi. Váy A25 để em cho mọi người xem ảnh mẫu mặc nhá. Bộ gấu bên em con cả cả màu đen với màu nấu này nhá. Chị nào lấy bộ lên đơn nha em ạ. A24 kèm số điện thoại ạ. 199.000 đồng một bộ và hai size M L. Dành cho chị nào từ 40 cân đến 65 cân mọi người sẽ mặc vừa ạ. Váy rất là xinh, em xả lỗ cho mọi người luôn á. Váy này 350-380. Okay, em bán cho mọi người có 199.000 đồng một cái nữa thôi. Siêu rẻ. Mọi bấm cho em váy sẽ là mã A25 à. A25 em có size SM mọi người, size L hết sạch luôn. Có SM mọi người nhá, hết size L rồi ạ. L và XL thì hết sạch rồi. 350 em xả luôn con 199.000 đồng. Cứ bấm cho em là mã váy A25. Kem màu, kem sổ, à con, có hai màu mà. Có cả màu hồng nữa. Có cả màu hồng với cả màu xanh mọi người ạ. Cái này có cả hồng và xanh. Bộ em mặc cái bấm cho em là bộ gấu nấu, bộ gấu đen hoặc là bộ gấu xanh kèm số điện thoại cho em. Cái này mọi người bấm cho em là mã A25 nhá. Váy em xả luôn mọi người với giá là 199. Có cả màu hồng nữa mọi người này, màu này cũng xinh. Nói chung là hai màu, màu nào cũng xuất sắc đó chị ạ. Chất đẹp lắm. Mã lên đơn cho em chắc là A25 kèm màu kèm số điện thoại cho mọi người. Ô cái này vẫn có size to mọi người ơi. Màu này vẫn có size to các chị này. Màu này vẫn có size to mọi người nhá. Còn màu xanh thì em chỉ có size nhỏ nữa thôi. Nhưng mà màu này em vẫn có size to này, vẫn có size XL mọi người đây này. Vẫn còn size XL. Cái này em vẫn còn đủ size. Còn màu xanh thì em chỉ còn size nhỏ thôi, dành cho những chị nào dưới 52 cân. Còn màu hồng thì em vẫn có cả size to và size nhỏ mọi nhá. Lấy mã này mọi bấm cho em là mã A25 kèm số điện thoại cho em. Còn bộ em mặc sẽ là bộ gấu kèm màu kèm số điện thoại. Ba màu đen xanh và nấu, lấy màu nào bấm cho em màu đó. Còn váy sẽ là mã A25. Váy này xinh lắm luôn mọi người ạ. Mà em xài mọi người giá cực kỳ rẻ luôn ấy, có 199.000 đồng, à 199.000 đồng. Rồi sáng luôn mẹ, váy này này, váy đỏ. Váy đỏ mã lên đơn cho em chắc là A26 kèm số điện thoại ạ. Đây. Gấu nấu, gấu xanh, gấu đen đấy. Lấy gấu nào bấm cho em gấu đỏ nhá. 199.000 đồng một gấu nhá. Gấu sẽ là kiểu vải thun, vải vải nhúng tắm chị ạ, vải đẹp lắm. Vải gấu rất là đẹp, không hề bị xù vải đâu. Màu hồng có đủ size các chị đẹp. Lương Trân đợt trước mua của em cái váy này cả hai màu luôn, mặc xinh dã man miêu ơi, mà đợt đó mua 380 đúng không?
Đợt đầu em bảo cho người là 380.000 đồng đó. Bây giờ em xả cho người có 199.000 đồng. Em nói điều mất lộc luôn. Cái này em xả lỗ mấy cả trăm mấy một cái luôn đó mọi người. Đấy. Lấy gấu nào thì bẩm cho em gấu đó 199.000 đồng một bộ nhá. Váy hồng nhận đơn để 63 cân. Váy màu hồng này em nhận đơn để 63 cân, còn váy xanh em nhận đơn để 52 cân thôi. Váy hồng vẫn có đủ size, còn váy xanh thì bị hết mất rồi các chị ơi. Cái váy này em nhập vào con đắt gấp mấy lần em bán ra mọi người. Cái này gọi là bốn ngực luôn mọi người, tại vì là cái này nó kiểu nó bị lẻ size rồi. Váy hồng hoặc là váy xanh em số điện thoại cho em nhé. Đây. Hai màu cho mọi người lựa chọn. Em ơi ướm cho chị cái hồng đấy. Có cả váy đỏ, nhiều váy lắm. Váy nhiều lắm. Đấy. Em ướm cho mọi người màu này nhá. Em xả mọi người cái váy này có 199.000 đồng. Các chị nhìn cái váy đẹp như này em bán 199.000 đồng. Là biết như nào rồi. Em đổ các chị đi buôn mà em đổ các chị muốn lấy buôn mà tầm khoảng 5-70 cái không có giá này. Em xả mọi người với giá là 199.000 đồng, cứ bấm cho em là A25 màu hồng hoặc là A25 màu xanh kèm số điện thoại cho em 199.000 đồng. A25 màu hồng thì em có đủ size ML XL dưới 63 cân em nhận đơn. Còn A25 màu xanh ấy thì em chỉ còn size SM mọi nhá. A25 xanh hoặc A25 hồng kèm số điện thoại cho em. Màu xanh đẹp mà màu hồng cũng đẹp mọi người ạ. Có 199.000 đồng một cái. Đợt trước em bán 308, em nói sai mất lộc luôn. Tại vì là còn ít nữa thôi mọi người, ướm lại màu xanh cho mọi người xem nhá. Màu xanh thì bán nhiều hơn. Màu hồng thì kiểu là nó có size to thôi, còn màu xanh hiện tại bây giờ nó hết mất size to thôi. Đấy, lấy màu nào các chị sẽ bấm cho em màu đó, màu nào cũng xinh mọi người ạ. Màu xanh thì trắng giá, còn màu hồng thì kiểu là nó ở ngoài màu đẹp hơn nhá các chị. Hoa xanh hoặc là hoa hồng em sử dụng lại cho em ở ngoài màu sẽ đẹp hơn mọi người nhá. Em chắc chắn với mọi người luôn. Tủ mái Nguyễn sau xả rẻ thì nếu được trước chị mua 350 hay 300 đúng rồi mọi người ơi. Cái vải này được trước em bán rất là đắt hàng nhá, nhưng mà tại vì hiện tại bây giờ nó lẻ lắm rồi các chị ạ. Còn mỗi xanh nhỏ mà khách của nhà em xanh nhỏ thì ít, cho nên là thôi em xả cho những chị nào mà xanh nhỏ 199.000 đồng một vải nhá. Màu xanh thì em còn size dành cho người từ 40 cân đến 52 cân. Còn màu hồng dành cho size dành cho những chị nào mà tầm khoảng 40 cân đến 63 cân. Cái này mà các chị đi mua đi chơi 20 tháng 10 thì phải nói là perfect luôn, hai lớp không phải là một lớp đâu. Hai lớp mọi người ơi. Ở trong của nó sẽ có lớp lót nữa nhá. Đẹp lắm. Bộ em mặc là gấu xanh. Gấu xanh, còn váy em cầm sẽ là váy xanh 199.000 đồng. Thề mọi người luôn. Cái này xả lỗ luôn các chị. Váy này mặc đẹp cực, em cảm ơn mọi người nhé. Chị nào mà được trước mua cái váy này 370 là các chị biết nó đẹp hay nó xấu thôi. Bây giờ em xả mọi người 199.000 đồng cái váy này. Chất của nó sẽ kiểu chất toan han, ở trên của nó sẽ có họa tiết thêu như này luôn mọi người. Bộ gấu đâu xịn là lắm. Bộ như chị đang mặc đấy mọi người. Chú chào là đen, trời, đỏ, đẹp đen, lắm mọi người. Có SM, xanh thì em có SM. Còn hồng thì có đủ size SML, XL nhá mọi người. Hồng tiệc. Hoặc xanh kem số hai cho em. Ồ nhiều lắm nào. Lên luôn A26. Váy đỏ này có mấy có màu chi nữa? Đỏ. Có mỗi màu đỏ á? Đỏ. Sư nhân viên bảo biết có màu chín á. 308. Cái này có A26 á. Cái này là kiểu là bị khách hoan về. Không hiểu lý do như nào cái váy đẹp như này lại hoan về của em. Ở ngoài của nó sẽ là màu đỏ đố các chị ơi, không phải là màu đỏ tươi như này mọi người nhá. Màu ngoài của nó màu đố, đẹp lắm. Màu đố nhá các chị. Bấm cho em mã này sẽ là mã A26 nhá. Bộ em mặc sẽ là A24 bộ gấu xanh. Cái này có cả màu xanh nữa, màu xanh và màu đỏ. Màu xanh không biết vào lái nó có chuẩn được màu như ở trong ở ngoài không. Màu xanh thôi. Ôi sao ở bên này nó tối đen vậy ta. Đây, hai màu nhá mọi người. Màu xanh còn mấy cái? Màu xanh còn tầm hai cái đỏ. Xanh con hai đỏ con hai, bộ mặc là 199. Cái này xanh con hai đỏ hai. Người đẹp ơi nhờ đặt tin nhắn ở số điện thoại đuôi 555. Em ơi, kiểm tra hộ chị kêu em bây giờ em kiểm tra hộ chị cái. Bây giờ em đang có like mọi người ơi. Nào mọi người bấm cho em mã này sẽ là mã A mấy đấy ạ? A26 ạ. A26 các chị ơi. Chất này rất là dày dặn. Con này bình thường các chị mua là em bán cho mọi người 380.000 đồng là được, đấy là giá xếu mọi người nhé. Còn cái máy này các chị mà mua tầm khoảng 500 mấy cơ. Tại vì dáng của nó sẽ kiểu là dáng dài như này mọi người. Làm rất là tốn vải luôn. Mà chất siêu đỉnh. Mọi bấm cho em mã A26. A26 màu xanh hoặc là A26 màu đỏ kèm số điện thoại cho em. Em xả luôn mọi người. Cái này với giá là 35.000 đồng một cái. 235.000 đồng một cái. A26 nhá. Bộ phía sau sẽ là 450 miễn ship. Bộ em mặc có size S có size ML ạ. Bộ em mặc sẽ là 199.000 đồng có size ML. 40 cân cho đến 65 cân các chị sẽ mặc vừa có 3 màu.
các chị có bấm cho em là gấu xanh, gấu nâu hoặc là gấu đen nhá. Còn váy mọi người bấm cho em là A26 đi. Em xài mọi người luôn cái váy này với giá là 235.000 đồng một cái. Đẹp mà dày dặn cực kỳ luôn. Mặc lên cực kỳ xinh nhá. A26 màu đỏ hoặc A26 màu xanh. Kem số điện thoại cho em ướm quá màu đỏ mọi người xanh. Màu ở ngoài sẽ đẹp hơn trong lái mọi người nhá. Màu ở ngoài màu kiểu nó sẽ kiểu màu xanh. Đỏ ở ngoài của nó sẽ là đỏ đố. Đây màu nói chung là màu ở ngoài đẹp hơn, vào lái nó hơi sáng. Vào lái nó sáng màu lắm các chị ạ. Đây. 235.000 đồng một cái, siêu rẻ luôn các chị ạ. Ở ngoài màu đẹp hơn nhé, những chị nào ở gần qua shop lấy nhé mọi người. Nếu mà các chị đặt những cái mã mà hàng lẻ như này, nếu không thể bên em gọi điện chốt đơn có nghĩa là nó bị hết hàng mọi nhá. A26 màu xanh hoặc A26 màu đỏ các em sử dụng cho em. Em xả luôn mọi người đúng không? Em xả luôn mọi người với giá là 235.000 đồng một cái, 380 đó. Em xả mọi người với giá là 235 năm cho chị. Chịu khó đợi hộ em với. Cái này là dạng trơn nhưng mà mặc lên rất là đẹp, cho xem ảnh mẫu mặc với nó. Đấy, đẹp lắm mọi người ạ. Trời ơi, toàn là không có số điện thoại, làm sao em chốt được hàng mọi người. Kèm số điện thoại cho em với chị Quý ơi. Mọi người lấy mã nào phải kèm số điện thoại này, mặc lên báo đỉnh luôn mọi người nhá. Mặc lên đẹp dã man luôn thực sự. Các chị này, cái váy này em thề với mọi người, các chị mà mua ở ngoài tầm khoảng 500 mấy nó đẹp. Chứ không phải em bán cho mọi người, coi váy này với giá là 235.000 đồng. Đỏ hoặc xanh nhá, lấy màu nào bấm cho em màu đỏ. Mã A26 nhá mọi người. Chị ơi, hôm em bữa có mua bộ X2 mà bị rộng. Em ơi, bấm cho chị số điện thoại, kiểm tra đơn kèm số điện thoại, lát nữa chị xử lý cho nhá. Phương bé, đấy mọi người nhá. Em xả luôn mọi người, mã này với giá là 235.000 đồng. Lát nữa mà ví dụ các chị không thấy ai gọi điện chốt đơn có nghĩa là bị hết hàng mọi người nhá. Con có hai cái thôi chị ạ, em không mặc được chị ạ, chị Thủy Hằng ạ, con có hai cái thôi. Rồi có cả màu xanh màu đỏ, lỡ hết đỏ thì lấy cho em xanh, mà lỡ hết xanh thì bấm cho em đỏ. Bộ em mặc là bộ gấu xanh 40 cân cho đến 65 cân em nhận đơn, có cả màu nâu với cả là màu đen. Nào, bấm cho em bộ này sẽ là bộ gấu xanh, bộ gấu đỏ hoặc là bộ gấu xanh, bộ gấu nâu hoặc là bộ gấu đen. 199.000 đồng nhá mọi người. Bộ này là 199, mặc chất đẹp cực kỳ luôn. 199.000 đồng cái bộ này nhá. Cứ bấm cho em là ba màu này, cầm cho chị cả em. Rồi. Sang váy khác không? Váy voan tơ này. Hả? Váy voan tơ các chị ơi, chị nào đã bộ trong người cho xem lại kìa, cho khách xem lại cả quần cả áo với. Quần này nha các chị. Bộ mặc trong người là 199. Bộ mặc trong người là 199, cho xem ra váy màu xanh em á. Váy màu xanh là vã A hay lắm hả chị? A hay lắm đấy. Hai váy đều màu xanh. Đây, A hay lắm đấy chị, chất đẹp lắm. Váy này nó xài mọi người với giá là 199.000 đồng nhá. Cái này có cả màu xanh và màu hồng, nhưng mà màu xanh thì con size bé, còn màu hồng thì con đủ size. Đấy, mọi người bấm cho em mã này, mã A hay lắm nhá. 199.000 đồng một cái này. Rất là xinh luôn. Quan trọng là có size không thôi. Cái này mọi người bấm cho em là mã A27 đấy ạ. A27 các chị này. Trời ơi, những cái váy này chất mềm dã man luôn. A27 kèm số điện thoại cho em. Những cái váy mọi người này. Cái váy này bình thường các chị mua toàn là 300 mấy thôi. Thực sự. Váy voán cánh tiến nha mọi người. Váy voán cánh tiến nhưng mà chất của nó rất là mềm, hàng hai lớp, dày dặn. Em bán luôn mọi người váy này với giá là 190.000 đồng một cái. Bấm cho em mã này sẽ là mã váy gì đấy ạ? A27 kèm số điện thoại cho em, 190.000 đồng một cái mọi nhé. A27 váy voan cánh tiến mọi người, mặc rất là xinh. A27 kèm màu, kèm số điện thoại cho em. Cái này em có hai màu. Lấy cái váy có tay đi em, đừng có lấy váy váy không tay nhé này. Lấy váy nào có tay. Cái này sẽ là kiểu cánh tiến mọi người nhé. Váy hoa cánh tiến rất là xinh luôn ạ. Đây. 190.000 đồng một cái mọi người, không đủ tiền vải thực sự luôn ấy. Xem màu váy xanh giống váy đỏ nhưng màu xanh cơ em. Em sợ cái mẫu đỏ bị hết rồi ấy chị. Em sợ mẫu đỏ bị hết rồi. Bộ em mặc là bộ gấu xanh đúng rồi ạ. 199.000 đồng. Cái này mọi người bấm cho em là mã A20. A27 kèm số điện thoại ạ. 27 kèm số điện thoại cho em mọi nhá. Sang A28 đi. Gấu sẽ là 199 chị đẹp ơi. Gấu sẽ là 199. A28 này. Coi cái này con mấy cái này. Cái này con 4-5 cái. Cái này con 4-5 cái này. Cũng xả rẻ mọi người luôn. Trời ơi. Cái này con MLXL mọi người ơi. Váy xinh cực kỳ luôn. Váy tay bông rất là xinh nhá. Các chị bấm cho em mã này, mã A28 này. A28 kèm số điện thoại. A28 kèm số điện thoại cho em. Em xả lỗ mọi người luôn. Phải giá là 199 luôn mọi người nhá. Cái váy này làm lấy rất là đắt. Váy voán tay bông 199.000 đồng một cái, có size ML XL. Dành cho những chị nào mà tầm khoảng 43 cân cho đến tầm khoảng 58-60 cân các chị vẫn có thể mặc vừa. 199.000 đồng cái mã này.
A28 à? A28 kem số. A28 kem số điện thoại cho em 199.000 đồng một cái mọi nhá. Siêu rẻ luôn, không phải là rẻ đâu mọi người ạ. Cái vải này nó thật các chị luôn, nó không đủ tên vải luôn. Dáng dai quá gối, các chị có thể cắt đi nếu dai quá nhá. Mã này bấm cho em là mã A28. Mua bây giờ Tết mặc vẫn xinh nhá mọi người, tại vì là em còn lẻ lẻ có mấy cái mà em đợt này em đang tập trung chạy bộ ấy. Do đó cho nên là em xả cho nó gọn khó. A28 mọi nhá, em xả con bao tiền? 199.000 đồng. Có size ML XL, nhận đơn những chị nào mà tầm khoảng 43 cân cho đến tầm khoảng 58 cân các chị sẽ mặc vừa. Chất siêu đỉnh luôn, dơ gần mọi người sẽ mới chất vải. Chất rất là đẹp, vải voán nha mọi người ơi, vải voán màu ở ngoài đẹp hơn, màu ở ngoài nó đậm hơn. Vào lái màu nó hơi bị nhạt. Em xả con có 199.000 đồng cái này. Có size ML XL. A26 là vải xanh đỏ nhưng mà em sợ không con nữa đâu ạ. Táo đỏ con không miu em con ạ. Có bộ thể thao ống rộng không em không, em chỉ có bộ thể thao không có ống rộng, ống xuống có các chị ạ. Chỉ có ống bó không có ống xuống. Táo đỏ em con, chị đang lấy táo đỏ các chị bấm cho em là mã táo đỏ các em số điện thoại nhá. Bộ em mặc là 199, con vải em mặc sẽ là vải chị mặc sẽ là không, bộ chị mặc sẽ là 199, vải sẽ là A28 199.000 đồng. Ờ vải em cũng xả luôn con 199. Ơ chị mà ở ngoài mà đấm rồi hay. Tắt đường à? Khách đến mua mà tắt luôn cả đường mọi người ạ. Thực sự. Kem số điện thoại phía dưới của em nhé mọi người ơi. Em phải đóng cửa để lái mọi người. Này, cái vải này hai lớp chưa ạ? Cái vải này hai lớp mọi người, này ở trong còn một lớp nữa. Cái này bình thường các chị mua 450 là bình thường. Em xả mọi người luôn với giá là 199.000 đồng cho mã này nhá. Bấm cho em mã này sẽ là mã A28. A28 kem số điện thoại cho em. Con bộ em mặc sẽ là 199.000 đồng luôn. Bộ gấu. Ô, viết liền số điện thoại hộ em với chị Phụng Liễu ấy, không là hệ thống nó không lấy được đơn hàng chị Phụng Liễu ấy. Viết liền số điện thoại không cách không chấm không có ký tự lạ hộ em mọi người nhá. Mã hoa xanh vàng size là mã hoa xanh vàng là có size SM, à có size SM. Còn là bộ em mặc thì có size ML. Cho chị xem lại A13. Đấy A13 là bộ này. A13 đâu thầy? A13 là bộ chữ G, bộ hàng cao cấp. Đây, mã màu đấy mọi người. Chắn sẽ là 199.000 đồng một chắn mọi người ạ. Chắn đẹp lắm. Mọi người lấy chắn cho mọi người, bấm cho em là mã chắn kèm số điện thoại nhé. Đây em cho mọi người xem lại A13 nào. Viết liền số điện thoại không chấm, không cách, không có ký tự lạ hộ em. Táo đỏ sẽ là 99.000 đồng một cân, ta con táo thôi. Đấy bộ này là bộ cao cấp. Bộ này của nhà em là một con gà đẻ trứng vàng của nhà em đây các chị ơi. Bộ này sẽ là 450 nhá. Các chị bấm cho em bộ này, sau đó bộ gì? Bộ A13. Bộ A13 kèm số điện thoại cho em 450.000 đồng một bộ. Bấm cho em là bộ A13 kèm số điện thoại cho em 450 một bộ, có cả màu đen nhá. Này treo lên cho chị cải dương xong. Có size S không? Cái nào có size S không ạ? Cái đấy nhỏ nhất là size M. Cái vải A28 là nhỏ nhất sẽ là size M, chân vải vừa 55kg à. Hoa xanh vàng sẽ là mã A mấy Huyền? Hoa xanh vàng sẽ là A25. A25 mọi người ạ. Hoa xanh vàng sẽ là A25. Táo đỏ con không? Đưa chị táo đỏ. Con lấy lại. Lấy hộp một hộp táo đỏ đó nữa với chứ. Đưa nói là phải ăn hết rồi nhá. Ở đằng ngoài đi. Mỗi ngày lái là phải bóc một hộp. Ăn hết. Bộ em mặc là 199.000 đồng, có size ML, bộ này đẹp lắm, mọi người cứ yên tâm mà mua đi. Bộ này chất báo đỉnh luôn. Táo đỏ bây giờ con nửa thùng à. Táo đỏ thì các chị sẽ bấm cho em là mã táo đỏ các em số điện thoại nhá. Vải hóa xanh vàng thì bấm cho em là vải hóa xanh vàng đi chị Hữu ơi, bây giờ không nhớ là vải hóa xanh vàng. Quần A13 sẽ là kiểu quần không phải là bó đâu các chị. Quần A13 thì kiểu ống của nó sẽ thương thương như thế thôi, mặc lên phong rất là đẹp nhá. Rồi lại A13 các khách xem đi. Táo đỏ ạ, 99.000 đồng một cân. Táo đỏ nhá mọi người. Mọi người bấm cho em mã này sẽ là mã táo đỏ kèm số điện thoại cho em. Nó sẽ kèm luôn cả một cái bộ em mặc sẽ là 199.000 đồng các chị ạ. Táo đỏ nó sẽ kèm luôn cả một cái túi của nó đâu để các chị đi tặng nhá. Một hộp như này của em sẽ là 1 cân ạ. Bình thường các chị mua 270 một cân ạ. Em bán cho mọi người luôn táo đỏ với giá là 99.000 đồng một cân. Mọi người bấm cho em mã này sẽ là mã gì đấy ạ? Táo đỏ kèm số điện thoại. Táo đỏ kèm số điện thoại cho em. Em thì thường thường về là những cái quả mà nó căng tròn ấy, em hay để ăn như thế luôn. Còn những cái quả nào mà nó hơi bị lép lép thì em sẽ dùng làm trà táo đỏ mọi nhá. Uống rất là ngon luôn ạ.
Các chị chỉ cần lấy cái kéo mọi người cắt 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 xong đó mọi người đổ nước sôi vào. Nếu mà những chị nào mà có ví dụ như kiểu là các chị mà có gừng thì bỏ thêm một ít gừng này, hoặc là ở nhà có cam thảo thì bỏ vào một ít cam thảo, nó uống rất là ngon mà cực kỳ đẹp giá luôn mọi nhá. Bộ em mặc sẽ là mã bộ gấu kèm số điện thoại. Táo đỏ một cân như này của em sẽ là 99.000 đồng, bán tặng các chị luôn. Bình thường các chị mua 270 một cân đó. Cái này mọi người mua đi tặng cũng ok mọi nhá. Em thấy khách của nhà em mua đi tặng rất là nhiều luôn. Mọi bấm cho em mã này, mã táo đỏ kèm số điện thoại cho em mọi nhá. Nó rất là tốt cho sức khỏe. Ăn vừa ngon vừa đẹp giá mà lại không bị tăng cân. Nó bổ sung vitamin C gấp 20 lần so với cám và bưởi. Do đó các chị ăn sẽ rất là tốt cho sức khỏe và chống lão hóa mọi nhá. Táo của nhà Miu ngon lắm, ai cũng thích. Em cảm ơn mọi người. Các chị bấm cho em mã này sẽ là mã táo đỏ kèm số điện thoại cho em mọi người nhé. Thường thường ấy, em hãy chọn những cái quả mà căng tròn ấy, dùng để mình ăn trực tiếp luôn. Còn những cái quả nào mà hơi bị lép lép một chút ấy, thì mình sẽ dùng làm trà mọi người nhé. Mọi người về lấy cái kéo cắt 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 như này, dùng làm trà. Em để cái gói này ở đấy ăn mà nhân viên nói thật các chị luôn, nó chọn quả căng nó ăn hết luôn rồi. Bọn này nó tàn bạo thật sự luôn, nó chọn quả căng tròn nó ăn hết luôn các chị ạ. Còn nó để lại quả lép cho em lái. Bộ em mặc là 199 nhá mọi người. Cứ bấm cho em là bộ gấu đi chị ơi. Bộ gấu nhá chị quản ví. Bộ gấu nhá, chị cứ bấm cho em là bộ gấu kèm số điện thoại không. Các bạn nhân viên chốt đơn không biết bộ nào đâu. Cho nên là em mới nói là ngày xưa là mỗi lần em lái xong là em sẽ ngồi thuyết với các bạn nhân viên chốt đơn tầm tiếng để biết là lái mã nào không. Bây giờ không có thời gian thuyết mà nhân viên chốt đơn thì nhiều khi là kiểu là cứ cắm đầu lên chốt không biết mình chốt cái gì ấy mọi người. Do đó cho nên là lấy mã nào các chị cứ nói với các bạn nhân viên chốt đơn nhé. Táo đỏ 99.000 đồng một cân, ăn rất là ngon mà không bị béo nhé. Đấy là những cái quả béo nó lặt ra nó ăn hết rồi nhân viên, những cái quả béo béo tròn tròn nó lặt ra nó ăn hết rồi. Bây giờ để lại quả lép cho em, không lép lắm á. Quả lép thì thường thường em hay về cắt ra làm trà, trà táo đỏ rất là ngon luôn. Tất nhiên một gần như là ít quả lép lắm mọi người ạ. Đấy, một cân như này các chị dùng ăn được cả tuần. Mỗi ngày chỉ cần ăn 5 quả thì ăn nhiều quả cũng tốt đâu mọi người. Bộ gấu là 199.000 đồng, có size ML chị ạ. Cái hạt của nó bé tí luôn các chị ạ. Ăn rất là ngon nhá, mà không bị béo. Này, gần như cái quả này không có hạt luôn. Táo đỏ xăm súng ạ, 99.000 đồng một cân. Một hộp như này của em sẽ là một cân đó. Làm tặng quà cũng rất là đẹp. Ừ, tặng quà cũng tốt. Nhất là những chị nào mà hay bị mất ngủ á, mọi người ăn táo ngủ như chết luôn. Thử á, em thuộc dạng không mất ngủ, đặt lưng là ngủ, ăn táo vào ngủ càng nhiều. À, nó rất tốt cho sức khỏe. Vitamin C gấp 4 lần so với cám và ổi. À, 20 lần so với cám và ổi. Do đó chống lão hóa rất là tốt luôn, nhất là phụ nữ nhá. Những chị nào mà đến tuổi tiền mãn kinh á, đừng lấy ngồi xuống mà kiểu nó hay bị hóa mắt chóng mặt á. Nó ăn táo đỏ tốt, nói chung nó có rất là nhiều tác dụng luôn. Các chị thấy đồng ý là một trong những vị táo đỏ là một trong những cái vị thuốc rất là tốt của đồng ý. Không bao giờ hiểu được gần những cái vị thuốc bắc nào có táo đỏ trong. Không bị béo đâu chị ơi. Những chị nào mà tiểu đường thì không nên ăn. Bây giờ gọi là lái cuối cuối lái như này rồi cho nên là cảm giác nó bị đói. Bộ 13 của lồng bó không cơ, giờ lại khách em. Quần của nó sẽ đáp bằng vải chị ạ. Chị Hứng ạ, không phải bó đâu. Đáp bằng vải đẹp, bộ này đẹp lắm. Bộ này em mặc rồi đẹp lắm, ai cũng khen. Đẹp hơn những cái bộ tiền triệu của em. Mà đến đơn bộ này em sẽ ra. Các chị 20 tháng 10 các chị có qua chị chưa các chị? Bây giờ chồng hỏi tặng em thích gì để anh tặng mà em thích gì cả. Một câu hỏi rất khó đúng không mọi người. Nếu bây giờ mà chồng các chị hỏi các chị là thích gì để tặng thì các chị sẽ nói là em thích gì. Các chị quả lép như này cũng ngon chứ không phải là quả cắn đâu. Quả lép thường thường nó sẽ không có bộ mẫu mặc là A24 ạ, 199.000 đồng ạ. Bộ này sẽ là bộ G nhé, bộ này sẽ là bộ A13. Khi em lấy thì bấm cho em mã táo đỏ kèm số điện thoại. Mỗi lần lái là em phải bóc ra một gói, nhân viên nó ăn hết. Bán báo của này không đủ tiền. Một hộp một cân các chị ơi, mua đi tặng cũng đẹp nhé. Có chất mã vạch đầy đủ luôn. Mọi người yên tâm là hàng chuẩn nhé. 99.000 đồng. Ăn ngon mà không sợ béo. Áo dương nhiệt em có.
Mặt nạ thì em lúc nãy em lên mọi người hái kiểu đó, các chị thích mấy kiểu nào các chị chốt cho em kiểu đó. Ok mọi người, hôm nay em like đến đấy thôi nhá. Em nghỉ đấy. Bộ áo 13 người béo mặc càng đẹp. Đợt này về rất là nhiều bộ dành cho người béo. Bộ 6 là bộ áo 1 chị đẹp. Bộ 6 là bộ áo 1, lấy chị cái bộ áo 1 về thôi. Em soạn lấy xong bộ này rồi cho em soạn em nghỉ. Còn chị nói chị kể chị đây. Cái bộ này của em sẽ là bộ xuất mọi người nhá. Bộ này sẽ là bộ hàng xuất này. Những chị nào mà kiểu là bộ G sẽ là 450. Chị Huệ ơi, bộ G là 450 chất giá cả. Còn bộ này cho em nó sẽ là bộ gió các chị nhá. Bộ gió này cho em sẽ là bộ xuất của Đáp. Bộ xuất của Đáp mọi người nhá. Nó giống chuẩn 99% so với cái bản hàng áo luôn. Đó, các chị mua hàng áo của bộ này như nào là hàng xuất lại nó xuất như thế luôn. Nếu mà các chị đi order là tầm khoảng 650 700 một bộ, còn nếu mà sơ to người ta bán chuẩn hàng như thế này chuẩn như đám sơ to là triệu mấy một bộ cơ. Em bán cho người với giá là 450 000 đồng một bộ, nhưng mà bộ này là mã đầu lái. Mã đầu lái, bộ A1. Do đó cho nên là em đang miễn ship cho mọi người. Chị nào mà lấy bộ này được chị ơi 68 cân vẫn vừa nha chị Hữu ơi. 68 cân vẫn vừa, cứ bấm cho em một bộ áo 13. Ủ tóc em con mọi người ạ, ủ tóc sẽ là 125 000 đồng mọi nhá. Đây. Những chị nào mà lấy bộ này mọi người bấm cho em một bộ áo 1 kèm số điện thoại cho em. Màu này sẽ là màu than nhá, có cả màu đen nữa. Đấy, hai bên của nó sẽ có lái như này, mặc lên đẹp cực kỳ luôn. 450 một bộ và em miễn ship mọi nhá. 450 000 đồng một bộ em miễn ship. Bộ áo 13 thì cho em số điện thoại đi chị Trần Phán ơi, cho chị cái quần không? Cho chị xem lại bộ gấu đang mặc. Ok rồi, em một chút cho chị quân đi. Em cho mọi người xem ảnh bộ này lên form đẹp dã man luôn. Lúc nãy em mặc rồi. Lúc nãy em mặc rồi nhưng mà tại vì là bây giờ em giơ lại mọi người xem nhá. Bộ này áo 1 thì em có hai màu đen và màu xanh. Bộ xuất mọi người ạ, à, mặc lên đẹp dã man luôn. Bộ này em phải đặt, nói thật với chị luôn, những cái hàng xuất tuần này rất là khó để lấy mọi người nhá. Hai bên của nó sẽ có cái đường lái như này, mọi người mặc lên rất là đẹp và trẻ. Bộ G sẽ là 450. Nhưng mà không được miễn ship đâu nhá. Bộ G là không được miễn ship đâu. Em bán cho mọi người bộ G rất là rẻ rồi, không miễn ship được. Còn bộ này là mã đầu lái. Bộ này đúng lẽ ra là em sẽ không miễn ship đâu, nhưng mà tại vì nó sẽ là mã đầu lái, do đó cho nên em miễn ship cho mọi người. Bộ này mọi người bấm cho em là bộ áo 1 nhá. 450 nghìn đồng một bộ và em đang miễn ship cho mọi người. Các chị có thể mặc rơi áo cũng được, mặc rơi quần cũng được, mặc lính đẹp dã man thực sự. Hôm qua em mới lấy hai bộ gió xong, chẳng lẽ hôm nay em lại lấy thêm cả bộ này. Chứ đúng thật là bộ này đẹp lắm mọi người, chuẩn như bản áo luôn. Đấy mọi người, có cái quần của nó như này. Màu than với cả là màu đen mọi người ạ. Hai màu mọi người lựa chọn. Lấy màu nào bấm cho em màu đó, chuẩn như bản hàng áo nhé. Mà mua áo làm gì ạ các chị, mua áo là triệu mấy đó. Bây giờ các chị đi mua áo là triệu mấy đó. Em bán cho mọi người có 450 bộ xuất. Size của nó sẽ đánh là S, M, L, XL đúng không? Nhận đến những chị nào mà tầm khoảng 40 cân cho đến 65 cân các chị sẽ mặc vừa. Các chị bấm cho em bộ này sẽ là bộ A1 nhá. Kèm số điện thoại cho em. Đấy các chị, A1 đấy. Đến đẹp lắm. Bộ này là một trong những cái bộ hot nhất của bộ sưu tập thu đấm của Đáp năm 2022 mọi người nhá. Đáp nó kết hợp với Gucci. Nó ra một cái bộ sưu tập thu đấm rất là hot. Các chị có thể search Google để biết nhá. Do đó cho nên là cái bộ này nó sẽ là một trong những cái bộ hot nhất của bộ sưu tập mới nhất thu đấm của năm 2022 của Đáp và Gucci. Tuy nhiên bộ của em không phải là bộ hàng áo nhá, nó sẽ là bộ hàng xuất, em nói rõ luôn mọi người. Đấy ạ, cái logo của nó hai bên sẽ là logo Gucci mọi người này. Còn cái táng của nó sẽ là táng Đáp nhá. Nhiều chị không biết là bảo nhà này treo đâu, gọi là gì ạ, nhà này gọi là lấy ông râu ông nọ chắp cam ba kia. Không phải đâu mọi người nhá. Đáp và Gucci nó kết hợp với nhau, nó ra một thương hiệu. Các chị có thể search Google nhá. Cái này hàng áo của nó cũng như thế. Logo đây sẽ Đáp này, còn đây sẽ là Gucci này. Ok mọi người, không phải là bị nhầm đâu nhá. Cái này là chính xác nhá. Hàng áo như nào là hàng xuất nó ra như thế. Chất của nó sẽ là vải chất gió và có giãn nhá mọi người. Mặc lên đẹp dã man luôn. Quần cũng có túi và áo cũng có túi ạ. Bộ này sẽ là 450 miễn ship. Ở trong của nó sẽ có lớp lót như này, gió xịn luôn. Giới quần nó khách xem. Màu này màu than, có cả màu đen nữa. Lúc nãy các chị đặt nhiều lắm rồi, bây giờ em cũng không biết là có đủ hay không ấy này. Cứ nói như này tại vì khách hỏi á. Có size S, M, L, XL. Nhận đơn từ 40 cân cho đến 65 cân chốt đơn. Bấm cho em bộ này sẽ là bộ A1, 450 miễn ship, đẹp lắm. 450 miễn ship. Những cái bộ như này bây giờ. Bây giờ size gì đây? Size. Ở đâu? Size đâu đó? Những cái bộ này bây giờ các chị đi tìm mua không có đâu. Đấy, nhỏ quá, em phải mặc size L cơ. S, M, L, XL, em mặc size L. Em 55 cân, cao 1m62, mặc size L. Lấy chiếc cái áo
quần này mọi người này. Hàng áo nó làm như nào, hàng xuất này nó xuất y như thế luôn nha. Bộ hot nhất trong bộ sưu tập thú đấm của Dapa Gucci, 450 một bộ em miễn ship. Các chị bây giờ các chị đi order bộ này không có đâu, các chị không tin các chị cứ đi gõ đi tìm bộ đắt xuất tem ra, không bao giờ có. Với cái chất vải đẹp thế này không bao giờ có cái giá này đâu mọi người, nó có dán 4 triệu luôn nhá. Cầm cho chị cái quần chị xem. Ở lúc nãy ở đâu kia có đây. Các chị này, cái quần của nó, hang xịn của nó sẽ có độ có giãn mọi người nhé. Và có giãn cả 4 chiều luôn mọi người. Có nghĩa có, nó có giãn cả chiều dọc và chiều ngang như này. Nó có cái độ đàn hồi mọi người nhé. Bộ áo 1 kèm số điện thoại cho em 450 một bộ em miễn ship luôn mọi người. Ôi cái áo lúc nãy chị để đấy rõ ràng, để đấy mà mọi người. Đưa lại đâu, cái áo này chưa la. Trời ơi, em miễn ship. Cái này mọi người mặc rơi áo cũng được, mà cả bộ cũng đẹp, màu thán với cả màu đen. Nói chung là hai màu nó nan nả như nhau mọi người ạ. Hết màu này lấy cho em màu khác, chứ hai màu nó cũng nan nả như nhau thôi. Lúc này em mặc rồi, áo một đây chị, áo một đây em đang mặc đấy. Cái này em đang đặt thêm tại vì là em đặt trước có 100 bộ mà về thấy đẹp quá. Về thấy đẹp quá đang đặt thêm, mà sự đặt thêm không có mọi người ạ. Tại vì hàng này hàng xuất tuần nhé. Mặc rồi cũng được mà mặc mặc cả bộ cũng rất là đẹp luôn. Các chị cứ bấm cho em bộ này sẽ là bộ áo một nhé. Đẹp lắm. 450 một bộ em miễn ship. Các chị cứ yên tâm nhá, kiểm hàng trước khi thanh toán cho em. Chất báo đỉnh luôn. Đấy là bộ áo 1 đấy chị, đây này. Đẹp dã man luôn. Lúc này em mặc đầu lái thôi. 450 em miễn ship nha mọi người. Có size S, M, L, XL. Cứ bấm cho em là bộ áo 1 màu đen hoặc là bộ áo 1 màu thán. Đấy là màu thán, có cả màu đen nữa. Kèm số điện thoại phía dưới hộ em nhá. S, M, L, XL 40 cân mặc được chị ạ. Mặc rơi cũng được mà mặc cả set cũng được. Còn bộ em mặc sẽ là bộ gấu. Bộ em mặc sẽ là bộ gấu. Bộ gấu sẽ là 199.000 đồng một bộ. Nhận đến những chị nào mà tầm khoảng 40 cân đến 65 cân, các chị sẽ mặc vừa bộ gấu có size mơ lơ nhé mọi người. Bộ gấu như em mặc có size mơ lơ. Bộ gấu sẽ là 199. Ba màu. Gấu đen, gấu nấu và gấu xanh. Ok mọi người. Hôm nay có cái ghế như này nên em ngồi lại hơi lâu. Rồi em kết thúc lại mọi người nhé. Bye bye các chị ạ. Chị nào mà lấy mã nào cứ để lại số điện thoại cho em mọi người nhé. Bye bye các chị.